Mà em thấy là cái màn chân dơ quá à, là người em dơ. Mở cái màn chân ra. Nãy con nói sớm. Mở cái màn dài ra. Mở luôn dơ luôn coi. Cái bàn chân, cái móng chân nó có đen. Đen thì được, mà móng chân đen là chết rồi. Rồi đất không là chết rồi, chết rồi. Rồi được. Rồi. Cái chân ta đàn ông ta nó chai sạc. Anh lên cởi coi. Hả? Anh lên cởi coi. Rồi, xin mời bạn nữ chia sẻ về tên tuổi, nghề nghiệp của mình hiện nay ở đâu. Dạ, em tên là Nguyễn Phương Dung ạ. Năm nay em 27 tuổi. Em làm nhân viên kế toán ở Bến Thành ạ. Em người Nghệ An ạ. Dạ, em vào đây lâu chưa? Dạ, em vào được gần 5 năm rồi chị. Rồi, bạn nam xin mời bạn giới thiệu. Em tên Tấn Đạt ạ. Năm nay em 28 tuổi. Gốc của em là Quảng Ngãi. Thì em chuyển vô thành phố sống là cũng mười mấy năm rồi. Cũng khu vực miền Trung ha. Dạ. Giới thiệu một chút xíu về năng lực của mình, điểm mạnh và điểm yếu của bạn. Về ưu điểm của em thì mạnh mẽ, tự tin trong giao tiếp. Cũng chính vì mạnh mẽ quá cho nên rất là khó kiếm người yêu ạ. Và con trai thì cần sự chủ trang. Nó chị thấy em rất dịu dàng mà. Dạ, lên trên này vậy chị ơi, ngoài không có dịu dàng đâu. Dạ. Còn điểm yếu của em là gì? Chắc là lẽ là dễ tin người. Đó giờ có bị ai lừa chưa? Dạ rồi chị, em bị lừa mấy vụ về tiền đấy chị. Ồ vậy hả? Dạ. Sao rồi, kể vụ nào lừa lớn thì sao mà người ta nói sao người ta dụ được em? Tết năm trước ấy, em về ấy, thế là bạn bảo là cho anh mượn cái xe. Em cũng thật lắm, em đưa cả vẹt xe với là bảo hiểm. Em bảo cho thôi cầm đi cho chắc, lượng mấy công an tít vào. Đúng rồi. Hết xong đến lúc người ta cầm xe em luôn chị. Xong lúc em cho bán mượn tiền, bây giờ bán xu luôn. Ờ thôi nha, em mất đừng để bị lừa nữa nha. Dạ. Nó nói đồng tiền là khúc ruột. Muốn nói gì cũng nói cũng được, muốn làm gì cũng được, mà điều tiền là không bao giờ tuyệt đối đưa ra. Nhớ nha, bài học xương máu đó chị cũng bị hoài á. Bắt tay đây nè. Dạ. Thoải mái hả? Tin thì tùy cho cảm xúc, còn tiền là tuyệt đối là không bao giờ được rí ra nhiều một đồng. Rồi, nhớ nha. Bên bạn gái đó chia sẻ về bạn trai. À, mình có... Có ý định gì mượn tiền bên này không? Cũng có chị. Hả? Bậy. Có đi, ta còn nợ tình chứ. Dạ. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình và lúc em còn đang học đại học. Bao nhiêu năm? Dạ, 7 năm ạ. Tại sao chia tay? Dạ, cuối cùng là tính tình không hợp ạ. À, quen ta đã là nó tính tình không hợp. Dạ, đó là bên gái nói mà em đâu nói đâu. Bạn gái nói hả? Dạ vâng. Mình phải rút ra kinh nghiệm sau 3 mối tình đó. Dạ, đầu tiên có lẽ là tính cách là khó tính. Dạ, em thấy dễ thương vậy ha, thấy hiền lành gì mà khó tính hả? Không phải khó tính gì nhưng mà nhiều khi nó nóng tính á, nhiều lúc không quan tâm đến người ta. Không quan tâm đến người ta cái này là nặng nữa. Mình quen người ta mình phải dễ tính chút xíu, mình phải quan tâm người ta nhiều chút xíu mới là tình yêu chứ. Đúng dạ không? Vâng. Cái này là rút kinh nghiệm nha. Dạ. Mối tình tiếp theo là không được vậy ha. Dạ vâng. Bạn gái thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em trải qua 2 mối tình rồi ạ. Chia tay bao lâu? Em chưa tới được 4 năm rồi chị. Tại sao 4 năm này không quen được ai? Dạ chị ơi, cũng có quen nhưng mà toàn là những người có gia đình rồi chị. Toàn ấy xảo chị. Lúc đầu gặp thì bảo là anh chưa có gia đình. Đến khi một thời gian sau mới lòi ra. Mới lòi ra là anh có gia đình rồi nhưng mà anh với vợ anh không được hạnh phúc. Sắp ly dị. Nhưng mấy em quen lắm em ơi. Em nghe hoài à. Xong em bảo chứ thôi em không thích làm người thứ ba. Còn quen mấy bạn con trai mới lớn thì bảo là anh chưa có người yêu. Đến khi tìm hiểu ra bảo anh có người yêu rồi nhưng mà anh với người yêu đang trục trặc. Thôi em chán quá, 4 năm qua em cứ vậy. Trời ơi ghê không? Con trai bây giờ ghê lắm chị. Ở vậy đừng nghe lời anh Linh luôn. Tiền không đưa mà tình cũng không được đưa. Giờ bạn ghê muốn quá. Tìm ghê. Muốn tìm một người bạn trai như thế nào? À, ngoại hình thì cao khoảng 1m70, cao hơn em. Mặt chữ điền. Bên đó mặt chữ gì? Mặt chữ U. Mình muốn tìm người phụ nữ thế nào hả em? Sở thích của em á là về một người phụ nữ á là chín chắn. Sao gọi là sở thích trời? Hiền. Chị Cát Tường. Là tính tình hiền lành chút. Rồi nói chung là biết xử sự trong gia đình với người lớn. Cái này anh nghĩ cũng dễ, không có khó đâu. Dạ. Còn cái gì nữa không? Con trai thì tất nhiên phải thích con gái là có dáng người. Dáng người sao? Dáng người chuẩn chị. Chuẩn hơn chị đó. Chuẩn hơn chị tức là chị Tường chưa chuẩn đâu. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, thấy chưa? Bà Hòa giờ đó. Tới kìa. Kiếm chuẩn hơn tôi hả? Dạ vâng. Cao nhiêu? Dạ 1m7 ạ. Này ăn gian nè, đâu mà 1m7 mà lùn tè, đứng lên coi. 1m7. Xích lại đây. Cao hơn tôi nhiêu? Một xíu rồi đòi 1m7, ai đo? Dạ máy đo. Máy đo. Máy đo. Máy nào? Tự tin của anh lo, ngồi xuống đây. Dạ vâng. Đừng có lo. Mày đẹp. Làm như đẹp lắm vậy. Dạ đẹp. Không đẹp nhưng mà dễ thương vậy. Ừ. Ai nói dễ thương? Anh Quyền Linh nói. Trời ơi, tin nữa, cái tóc ai design cái kiểu tóc gì kỳ cục vậy? Vuốt lên, vuốt lên. Để nó vuốt lên cho nó hói. Kỳ cục vậy. Cái này hói là... thì mình chịu hói, tự nhiên chạy xuống mấy cộng.
Gì đâu sợ. Hớt lên đi, nghiêng qua một bên đi. Dạ vâng, được chưa? Hỏi mọi người có phải vậy đẹp hơn không? Ác gì, tôi là tôi nâng đỡ mấy người không, cái tôi dìm hàng nào mà nó ác. Có chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Nếu mà sắp xếp thì rất là nhanh vậy. Sắp xếp gì mà rất nhanh? Chi phí, chi tiêu của tiệc đám cưới. Có sẵn mà sắp xếp nhanh vậy? Dạ của em chị. À có nghĩa là có sẵn đang cất phải không? Sắp xếp lấy nó ra phải không? Dạ vâng. Ở đó em đào chỗ cũng đâu chỉ cho. Dạ ở dưới nhà em á. Dạ. Lúc rảnh rỗi em thích làm gì? Thích đóng cửa trong phòng đọc truyện. Truyện gì? Truyện tiên hiệp ạ. Tiên hiệp là chuyện gì? Thể loại tiên hiệp á. Hay là huyền huyễn á. Huyền huyễn à? Dạ vâng. Rồi tôi mới nghe luôn á. Bạn không quan tâm tới truyện đâu. Đâu có nghe chưa? Hả? Chưa. Hơi lạ ha, hàng chi người cũng lạ. Xuống chưa, xuống chưa, xuống tới chưa? Dạ. Xuống tới chưa? Xuống đâu ạ? Mà xuống chưa? Tới chưa? Chưa. Chưa tới nữa hả? Dạ vâng. Hàng chi thấy lơ lửng ở đâu á trời ơi là trời. Nãy giờ nói chuyện mà chưa có xuống tới nữa. Ép là trai quá. Ờ quá gây khó khăn đẹp cho đàn trai. Đẹp trai quá, choáng ngợp luôn. Đáng là dễ thương vậy chị với em chứ. Mái tóc rất là đặc biệt. Chê đàn trai hay để anh nè, qua anh chê đàn gái coi. Chê nè. Có gì đâu chê. Trời. Welcome. Chào rồi. Chê đi. Sao mà con gái với ai mà nhìn mà đẹp dữ. Nhờ anh. Anh bên đây chị tưởng chê thôi chứ dễ thương không hiền đó. Qua chị dập hồi ngồi rung bệnh á. Dạ. Em không thích gì ở người đàn ông? Em không thích đó là gia trưởng, tính hay cam ram. Anh này không có gia trưởng đâu, cam ram chắc khó đó. Và phải biết chăm sóc bản thân mình. Sạch sẽ không? Cũng đỡ đỡ chút, được được. Hơn lắm anh. Để ý cái bàn chân của người ta ấy. Bàn chân sao? Con trai anh, người ta nghĩ đi dây ấy, người ta không để ý bàn chân ấy. Nên bàn chân người ta rất là dơ. Nên em nhìn xem là nếu bàn chân người ta sạch ấy thì người ta sẽ sạch. Mà em thấy là cái bàn chân dơ quá à. Là em... dơ. Mở cái bàn chân ra. Nãy sao nói sớm. Mở cái đôi dài ra. Mở luôn, dế ra luôn coi. Cái bàn chân, cái móng chân nó có đen. Nhớ đen thì được, mà móng chân đen là chết rồi rồi. Đất không là chết rồi, chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Được. Cái chân ta đàn ông ta nó chai sạc. Anh lên cởi coi. Hả? Anh lên cởi coi. Đúng rồi. Cởi coi. Phải không quý vị? Cởi chi? Coi lễ cho một coi ông Mai thôi chứ cởi. Khó quá để con hỏi con còn gì nữa. Nói chung là chân cũng được, không đến nổi đâu. Không, cởi ra mà không có nghe bốc mùi. Ừ, được, nói chung là được. Quan trọng đi tìm mình yêu là tìm cái bằng chân trước phải không? Dạ. Rồi còn cái gì nữa? Em không thích con trai lăng hô anh. Rồi con trai mang keo kiệt của anh. Keo? Em không có keo không? Dạ không. Không. Dạ. Hết rồi đúng không? Dạ. Ừ, vậy được rồi. Rồi, ví dụ bằng chân bỏ qua đi ha. Giờ gặp người thân nè, có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ em ạ. Đó. Chào cô. Chào Quỳnh Linh và con gái cô lợi hại quá cô. Đó giờ có dắt anh nào về nhà ra mắt mẹ chưa? Chưa. Giờ dắt anh này về được không? Được. Dạ cô thấy ảnh bụng sao cô? Cô nói thiệt bụng đi cô thấy ảnh bên đó là sao cô? Cô thấy là cùng phù hợp với con gái cô. Ủa cái mái tóc vậy cô chịu luôn rồi đó hả cô? Chịu thôi. Cột cái bản tính con người, bản chất con người thôi. Mái tóc cũng là thành vấn đề. Chân sao cái chân má có coi chân rồi? Chân được. Chân được. Rồi, mình có đi với ai không? Dạ, hôm nay em đi với em gái và một đứa em họ. Em gái? Em dạ gái ruột hả? Em gái ruột ạ. Em gái ruột dễ thương. Đó, anh trai ruột cũng dễ thương. Rồi chào em đi, nói chuyện với em gái đi cơm, xe ghế ra. Chào em. Dạ em chào chị. Em thấy chị gái này sao? Chị dễ thương, giống chị hai mình. Anh có tật xấu gì nữa không em? Dạ không, anh của em thì tốt lắm. Em có yêu cầu gì chị dâu tương lai không? Dạ không, cái đó anh em yêu cầu chứ em đâu có quyền đâu. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mình kéo màn lên ha, cho hai bên gặp mặt nha. Gặp này vui nè. Vì dễ thương lắm á, chuẩn bị nha. Kéo màn lên. Bên kia cởi dài ra sẵn đi. Bắt đầu. Dán cái máy lên, dán cái máy tóc lên. Dán qua. Cảm ơn bà nè, cảm ơn. Bây giờ chị hỏi em nè, em dòm nè, đó. Giờ là đó, đứng đi. Bây giờ là tôi dán qua cho đẹp nè, dán qua nè, đẹp không? Đẹp không? Nè, hồi nãy tôi mở màn qua là vậy nè. Đó. Coi cái nào đẹp. Đó, em dòm đi. Hết lên chị à. Hết qua. Đúng rồi. Dạ rồi. Rồi bây giờ mình vô chuyện tình cảm nha. Dạ vâng. Bắt đầu. Nếu mà được á thì bạn định khi nào kết hôn? Theo mình nghĩ ấy, hai người đã có tình cảm thật ấy, thì cái chuyện thời gian ngắn hay dài nó cũng không quan trọng. Quan trọng là trong quá trình tìm hiểu thì hai người phải thể hiện cái nhược điểm của mình. Nếu như chấp nhận được cái nhược điểm của mình, của nhau ấy, thì tiến đến hôn nhân nó dễ. Thực sự ra thì tính mình rất là nóng và rất là ngang.
những cái mà bạn không thích ấy, thì thực ra là những điều đó của mình. Nói chung là mình rất là ương ngạnh. Nên là mình xưng là anh em cho nó ngọt. Ai lớn tuổi hơn ai? Đây lớn tuổi hơn. Lớn sao không được? Bởi vì tính ấy không có gì tự tin, tóc cũng không tự tin, bây giờ xưng hô cũng không tự tin nữa. Như em đi, em anh. Anh em coi. Nói chung là anh thì cũng khó tính. Ừ. Nhưng mà khó tính nhưng mà kiềm chế được. Nó nổi nóng gì đó là hay đang buồn giận gì đó là chỉ hát lên, hát to lên vậy á, cho nó hết tức rồi xong. Dễ tính. Nhưng mà thử la cỡ nào, thí dụ thì nóng tính qua la cỡ nào. Dạ. Sợ chưa? Bình thường anh. Đó chưa, chứ có gì mà em tức lên em có ném đồ luôn anh. Làm cái đó mình like được chứ ném đồ phí lắm. Nếu mà là thôi cảm nhận về nhau đi. Anh cảm nhận gì về em? Nói chung từ dáng người đến khuôn mặt thì nói chung là chuẩn. Còn bạn nghĩ về mình? Thấy bạn cũng hiền. Mặt hiền mặt dụ á. Đừng mượn tiền nha. Dạ có gì, quen sao mới mượn chứ. Mất tại vì tương rồi không có cho mượn nữa. Giờ mình mượn lại. Có đó được. Nếu mà trường hợp bạn bấm nút. Ok. Đầu của Chí hả? Biết nói gì nữa. Giải hoài. Thôi hết thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Cái nút chỗ nào? Kiếm đi. À đây. 1 2 3 Rồi, chúc mừng hai bạn. Thầy này rất là hơi nhút nhát hơn bạn chút xíu đấy. Dễ thương ha, tính cũng thật thà lắm. Dạ. Bên kia thì cao, đẹp gái. Hai người sẽ có thời gian để đi xem phim tìm hiểu nhau kỹ hơn. Dạ. Hy vọng các bạn sẽ có một cái tin gì vui vui báo chúng tôi. Dạ, dạ ba. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh tại các hệ thống áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ, dạ rồi, em cảm ơn chương trình. Rồi, nắm tay bạn gái đi xem phim đi. Em thì em thích người phụ nữ hiện đại. Bạn có thích sống thử không? Chắc không chị. Không sống thử thì em không chấp nhận được. Có tật xấu gì không? Nãy em nói rồi chị. Giờ nói lại nó không trùng. Ủa? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai ngày hôm nay. Hả Mạng? Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. À, chúng ta sẽ nghe bạn nữ giới thiệu về bạn ấy. Mời em. Em tên là Giáng Xuân, 33 tuổi. Em là giáo viên mầm non. 33 tuổi? Dạ. Wow, trẻ quá. Em ở đâu? Hiện giờ em đang sống ở Hóc Môn ạ. Rồi mời bạn nam giới thiệu. Em xin tự giới thiệu, em là Trương Hồng Phúc, năm nay 33 tuổi, kỹ sư cơ khí, hiện tại đang làm việc và sống ở Nhà Bè. Bạn nữ, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Yêu thì chưa ạ. Chưa yêu một mối tình nào sâu đậm hết hả? Dạ đúng rồi. Lý do tại sao? Có những bạn mà chỉ mới quen em mà đi chơi là có sự đụng chạm này nọ đó. Em cảm thấy sợ. Bạn muốn tìm một người chồng tương lai như thế nào? Dạ, cao, lãng mạn tí. Cái chuẩn giống ai? Cao như anh Quyền Linh nha. Rồi bây giờ mình muốn người phụ nữ như thế nào? Em thì em thích người phụ nữ hiện đại. Bạn có thích sống thử không? Chắc không chị. Ủa không. Hiện đại sao không thích? Hiện đại có thể đi chơi, còn sống thử thì em không chấp nhận được. Tại hai mức độ nó khác nhau. Rồi, bây giờ không thích phụ nữ là điều gì? Không sạch sẽ, dữ. Cái này không thích đúng rồi. Mà không có phụ nữ gì đâu. Rồi gì nữa? Làm biến. Phụ nữ làm biến. Dơ. Không sạch sẽ là gì nữa? Hầu như đó được. Bạn không rồi, thích cái gì mình đó? Có tật xấu gì không? Chứ em không có biết tâm lý phụ nữ. Cái bạn nữ thích cái gì nói em làm thôi chứ em không có. Không nói được. Là không làm hả? Không đoán được. Tặng quà gì đó thì họ nói mình đi chẳng đi mua. Cái lúc mình mua mình áp tặng vào người ta không thích. Em không thích điều gì ở người bạn trai? Dạ nhậu nhẹt không thích, lăng nhăng không thích, hút thuốc không thích. Thôi chị. Có hút thuốc không? Dạ không. Nhậu nhẹt? Không nhậu, nhậu khoảng 3 lon. Lăng nhăng? Lăng nhăng thì giờ chưa có vợ nên không biết. Chung thủy không? Hả? Chắc không? Nguy hiểm rồi nha. Muốn lấy vợ dữ lắm chưa? Xòe cái bàn tay làm gì để móng tay giờ ngoằn vậy? Thích đàn nên em phải để, nhiều lúc em phải đàn. Đâu đưa tay trái? Đàn. Lại. À bên đây là không có cục cưng móng cái để làm chi?
không muốn tay này để cười cười bên đây, bên này cười cười ơi. Dễ thương thật lòng mà. Có tật xấu gì không? Thì nãy em nói rồi chị. Vậy là nhiều tật xấu lắm hả? Không, mà nhiều người tiếp xúc em họ nói em là người tốt. Hy vọng vậy. Anh Hoa coi chị hợp với đây không nha. À, chào cô giáo. Dạ, dạ chào anh quá. Dạ. Anh bên đây nè, thực chất á, anh là con người chân thật. Nghĩ sao làm vậy, nghĩ sao nói vậy. Những con người đó thật tình đấy. Dạ. Anh giống như nít vậy đó. Em có thích lãng mạn không? Dạ có chứ. Có hả? Để thử hỏi anh này có lãng mạn không nha. Không, thấy cái bộ hông rồi đó. Anh có thể lãng mạn với bạn gái được không? Dạ được. Ví dụ cụ thể, một lúc cô ta buồn, anh làm gì? Kể chuyện vui anh. Kể chuyện vui mà lãng mạn hả? Buồn thì buồn, mình xử lý cho họ vui trước rồi mình mới lãng mạn sao? Bây giờ kể một câu chuyện thật là lãng mạn. Cái ngày gọi là sinh nhật của cô ấy, anh sẽ làm gì? À, gửi qua qua đường bưu điện. Ở chung nhà mà gửi qua đường bưu điện hả? Nhiều lúc giống như một cái người đang ở trong công ty mà có một cái người tới tặng hoa, mọi người thấy họ sẽ thích hơn. Còn mình tặng ở nhà thì có hai vợ chồng cũng không có ý nghĩa gì nhiều lắm. Rồi, còn gì nữa? Lãng mạn gì nữa? Thì sau đó có thể đi ăn tối, đi công viên gì đó xong rồi vậy. Công viên làm gì? Công viên thì ngồi hóng gió rồi nói chuyện. Cho mũi cắn nữa. Đâu có lãng mạn, công viên phải làm gì lãng mạn chứ. Thôi chuyện nó nói ra không được. Bây giờ là dẫn người yêu ra công viên, mình phải tổ chức cái gì lãng mạn. Thí dụ anh cắm đèn cầy xung quanh cái chỗ ngồi gì ha. Hay anh trải hoa chỗ ngồi gì đó. Hay là cái gì đó. Có gì trong phim có chứ ngoài ít lắm. Ở đây làm nữa. Nói thiệt luôn á. Chứ ngoài làm sao? Ngoài mình làm trong nhà mình thôi, ra công viên nó gió rồi châm mày lên xong nó tắt, châm tắt cũng không. Vậy ở nhà làm sao cho lãng mạn? Ừ, có thể làm nến như anh đó. Rồi thì mình tự tay mình nấu cái món gì đó vợ thích đó. Ừ. Thì vậy thôi. Thôi nghĩ cái đêm tân hôn làm sao lãng mạn. Anh hỏi sâu quá rồi, không được. Bây giờ tôi hỏi nè, bạn trai có cái tài gì để mà tỏ tình bạn gái ngày hôm nay không? Bạn gái rất thích lãng mạn. Chắc tỏ tình bằng thơ bao gì cũng được. Rồi thơ đâu, tỏ tình thơ sao? Ngậu nó gặp đi rồi có cảm xúc tỏ tình được. Giờ này ngồi tình kỳ. Đây vô tình giống mấy tỏ tình mấy người này sao? Biết đàn không? Dạ biết mà em hát nhạc chế không chị ơi. Lấy cái đàn cho đàn nha. Hát nhạc chế gì đó hát đi nè. Bị thủng có thuộc bài. Trời ơi, ông dạo rồi. Bây giờ bắt đầu nữa gì thì đàn đi. Thôi bà tôi đàn à. Tôi đưa không? Em qua sông. Rồi tôi đưa em lên bờ. Đấy, ví dụ vậy. Bây giờ bạn gái hát tặng bạn trai bạn. Cho một đàn pháo tay cho cô giáo đi các bạn. Đó thấy chưa, bà hát liền rồi. Em và tôi xa nhau thấy nhớ, gần nhau giận hờn. Em và tôi mỗi người một nửa cuộc đời. Thấy chưa? Bây giờ cô giáo, cô có đi với người thân không? Dạ, em đi với mẹ với em trai. Dạ, chào cô. Chào chú Nguyên Linh, chào cô Cát Tường. Anh này cũng hơi thật thà nhưng mà có điều phải mạnh lên. Đúng rồi. Muốn lấy vợ thì phải mạnh lên chứ. Bây giờ mình không biết hát thì mình cứ hát lại một câu nào cũng được để cho thể hiện cái lòng của mình là muốn phải mạnh lên. Đúng rồi. Ừ. Chưa? Mất điểm rồi, mất điểm rồi. Thì con thì nhưng con hứa với bác, ví dụ như mà con với gái bác mà thành vợ thành chồng á, con không biết cuộc sống sau này nó có giàu hay nghèo hay không, nhưng mà con hứa sẽ không để cho cô ấy khổ vì con. Cũng tạm chấp nhận. Mà mình có đi với ai không? Dạ, em có đi với em trai tên Duy. Rồi. Chào anh Quyền Linh. Chào Duy, tình hình anh mình sao em? Các tiếp xúc với đông người anh hơi mất tình tí chứ bình thường ok anh. Thấy chị dâu tương lai sao? Dạ, em thấy chị xinh đẹp dễ thương. Nói với ảnh mạnh mẽ dạ. Lên sao chứ vậy là thấy thua rồi đó. Và cố lên. Rồi, bây rồi. Giờ kéo màn lên cho hai người gặp mặt. Bắt đầu. Chào anh. Có món quà anh. Em cảm ơn. Đúng tá mặt mày phong độ lắm chứ bộ. Anh có hai cái quan điểm anh muốn cần trao đổi với em. Một là trong cuộc sống thì anh cần cái sự đồng cảm
nên anh lúc nào cũng sống sống thật. Có em ở đây anh cũng như vậy, chỗ khác không có em anh cũng sẽ sống như vậy. Thứ hai là trong tình yêu thì nó có bốn yếu tố. Một là phải sự nghiêm túc, hai là chung thủy, thứ ba là có niềm tin, và thứ tư là có sự chia sẻ. Gặp nhau là một cái duyên rồi, mình hợp nhau khoảng 60% là may mắn, còn phần còn lại thì anh với em sẽ mỗi người sẽ giảm một cái tôi lại, sẽ cùng nhìn một hướng thì cái mối quan hệ nó sẽ xa hơn và nó sẽ có những cái kết quả tốt đẹp hơn. Chứ còn ở trên đây có thể là anh bị rung, có thể anh thiện không hết bằng cái khả năng của anh. Làm thơ gì đó nãy hứa gặp nhau cảm xúc làm thơ. Có lãng mạn xíu coi, hẹn hò rồi sao? Đúng rồi. Thì em có một bài thơ nó cũng theo em mà nó cũng hơi vô duyên. Thì mọi người có thích thì vỗ tay mà ủng hộ lên nào. Chẳng lẽ anh nói yêu em, sao nghe kỳ cục quá, không nói biết đâu rồi hối hận, nên anh nói bằng cả tấm lòng trân trọng, anh yêu em. Vậy mà nói là thơ vô duyên vậy? Mình làm cho nó bùng nổ lên, nó cho quan tâm. Trời ơi. Thôi bây giờ tính chuyện đám cưới đi. Thì nhà anh có ba người con trai, chưa ai lấy vợ hết, nên càng sớm càng tốt. Nếu mà anh định kết hôn là sống ở đâu? Anh sẽ gặp nghiệp ở Sài Gòn. Lương anh cũng đủ cho hai người sống. Còn sao, ai lo? Anh hỏi khó anh lên đây. Sao khó phải... Hỏi sự thật chứ sao hỏi khó. Hỏi chứ bây giờ hai vợ chồng lấy nhau, em mẹ anh lo, rồi con ai không ai lo, lẽ tôi lo. Vậy mà khó gì, tôi làm mai tôi phải hỏi vụ đó chứ. Anh cũng có phần ở dưới quê á, có thể bán ở lên đây mua nhà ở đây được. Nên nãy giờ anh không muốn nói sâu chuyện này, anh Linh hỏi hoài. Rồi thôi bây giờ hai người nói một cái câu cảm xúc ngày đầu tiên gặp nhau. Anh ban đầu gặp em thì chưa có tiếp xúc được nhiều, nhưng mà anh thấy tính tình em mà anh cũng thích, thì anh hy vọng chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội. Em thì cũng hiền ít nói thôi, nhưng mà nếu mà quen lâu thì hả, mọi người sẽ thấy em rất là cởi mở, vui vẻ. Dạ. Rồi, trước khi hai người tiến hành bấm nút thì tôi cũng chia sẻ với anh đàn ông với nhau, mình phải nên cởi mở chút xíu nữa. Biết rằng những người kỹ sư á, họ hay khô khan lắm, thành ra mình thay đổi nó mềm chút xíu nữa đi ha, đồng chí kỹ sư. Dạ. Cảm ơn. Rồi. Trước hàng triệu khán giả, trước gia đình hai bên, chúng ta quyết định bấm nút là tiến tới, chứ không phải bấm nút để rồi nút đó không ai lo nha. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Cái nút này bấm không được. Cái này bấm. Đấy, cô giáo rất là dễ thương. Chúng ta bỏ mất cơ hội này là không còn cơ hội nào nữa đâu. Nhưng mà cho hỏi cô giáo một tí xíu. Ba rồi bạn mới bấm, lý do? Thấy anh cũng thiệt thà mà cũng hiền nữa. Nhưng mà lúc đầu tại sao không bấm lúc sớm? Em bấm mà sao nhóm ngoài nó không được. Mình nắm tay nhau một cái đi bạn. Cảm nhận như thế nào anh? Tay cô giáo mềm. Tay cô giáo mềm. Nào, chúng ta có những chiếc vé xem phim để hai bạn có thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh tại các cái hệ thống áo cưới Island. Con anh Nguyễn lại nói em qua loa nữa. Để cho tôi nói không trời. Con tưởng bạn rất là ngon lành, rất là chuẩn. À, bây giờ hỏi nè. Dạ, anh ngồi im cho em phỏng vấn bạn gái em chút xíu anh nha. Dạ, xin phép anh nha. Wow. Em chào chị. Thiệt là fashion quá đi chứ. Em tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên họ đầy đủ là Ngô Thanh Thủy. Hiện tại em là nhân viên văn phòng. Em sinh năm 1988, em tuổi Con Rồng. Em là người miền Tây ạ. Là bao nhiêu tuổi? 27. 27. Mời bạn nam. Mời bạn nam. Chào. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn thể các anh chị em có mặt trên trường quay hôm nay. Bạn tên là gì? Em tên là Thanh Hải, em cũng là nhân viên văn phòng của một công ty chứng khoán. Bạn có nhiều mối tình trong khi làm việc không? Con thầy và bạn gái cơ quan không đụng anh ạ. Không đụng tới? Dạ vâng. Tại vì nói chung là em cảm giác là khi mà ở cùng cơ quan, nói chung là thật xấu gì mọi thứ cũng nhiều ấy. Nếu mà yêu cơ quan thì chắc khó bền. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Nói chung là em cũng lần lần về con đường duyên phận anh. Cũng đâu đó ba mối tình. Mối tình kia đầu thì cũng yêu đắm say rồi cũng chia tay.
mối tình kia yêu điên cuồng rồi kết cục cũng buồn, anh đang nản quá hết yêu luôn, tự nhiên bị trai á, lâu quá nó đến giờ kiểu như tê tê sao giờ nó đứng luôn. Là tiêu chí của bạn tình yêu thế nào? Dạ thứ nhất là không phải là người phụ nữ chuyên giới á, thứ hai là yêu em, thứ ba là có ngoại hình tí, nói chung là biết lo lắng cho gia đình thôi. Rồi đó, rồi. Tiêu chí bên đây rõ ràng rồi đó. Chị nghĩ là không thể nào mà em không có người đeo đuổi, không có bạn trai được ha? Dạ thật ra là cũng có chứ chị. Không có thì cũng hơi kỳ, tại vì em có một mối tình rồi và em chia tay lúc còn sinh viên, sau đó thì thật sự là cũng có người tán qua rồi em cũng tán lại rồi nhưng mà tán hoài thì cũng chưa có trúng được ai phù hợp với mình, nên em nghĩ là chắc tình cảm cũng cho duyên số một phần. Bây giờ em có thể nói về mình một chút xíu, ưu điểm và khuyết điểm của em. Em nghĩ em là một người là người có thể lắng nghe người khác nói chuyện và cũng nếu cần thiết thì có thể cho người ta lời khuyên này kia nếu như họ cần. Nói chung là em cũng thấy em cũng hơi dễ thương. Hơi dễ thương, vậy là quá tốt rồi. Thế còn khuyết điểm của mình? Em hơi thẳng tính, nên người thẳng tính mà nói quá nhiều thì nó rất là dễ giống người vô duyên, nên em thường ít nói và chỉ nói trong cái hoàn cảnh nào cần thiết thôi. Bên kia ta đã cho biết được là cái sở trường cũng như là cái khuyết điểm, ưu điểm khuyết điểm, còn bạn? Em thấy bên đó với em có một điểm chung là cái khuyết điểm rất là giống nhau. Em là người khá là thẳng tính, đâm ra đôi khi để mà tiếp xúc mà những lần đầu tiên, ngay đầu tiên ấy, thì thường thường em ít có thể kết bạn lắm. Nhưng mà những người nào chơi thân với em ấy, thì thực sự là rất là bền, tại vì hầu như là không bao giờ em giấu giếm gì cả, có gì em trao đổi thẳng. Ưu điểm của bạn là gì? Dạ thì nói chung rằng là em là người khá hoạt náo mà, em có thể nói chuyện đôi khi lại nói thao thao bất tuyệt được luôn. Em có cảm giác em đọc vị trong quá trình giao tiếp với cả nam hay nữ, hay trong môi trường với khách hàng cũng vậy. Em chưa cần giao tiếp thì em đọc vị được rằng là họ có muốn cộng tác với mình hay không, hoặc là họ có thực sự là tốt với mình, hoặc là trước mặt thì nói vậy mà sau lưng người khác á, thì em vậy thường em cảm thấy đi. Dạ em thấy anh xấu hay tốt với em? Dạ cá nhân em thì anh thấy là anh Nguyễn Linh là đang hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong chương trình rồi, anh quá tuyệt vời rồi. Đó là nhiệm vụ trong chương trình thôi. Dạ còn đặc biệt thì trong cái môi trường em đang tiếp xúc là giữa người chơi hoặc anh là người MC thì làm sao đọc vị được. Ví dụ như anh vô môi trường công việc với em đi ha, thì em ngồi đưa hợp đồng cho anh, em trao đổi với anh quá trình chia sẻ, anh hỏi em về cái doanh nghiệp hoặc là công việc đó, anh cần như vậy thì em tư vấn hoặc là em giới thiệu. Nhưng mà quá trình lắng nghe hoặc cái cách anh Linh đang ngồi nói chuyện á, tiếp xúc với cái câu chuyện anh nói á, thì khi đó em mới đánh giá được. Rèn bên kia hết giờ nói quá tới sáng luôn mà thấy có thể nói tới sáng luôn mà. Thấy anh Bên nói nhiều không? Theo em đánh giá nãy giờ thì anh Bên đấy không phải là người quá nói nhiều, mà tại vì anh Huyền Linh hỏi nên bạn nói cho rõ trời thôi, đúng không ạ? Anh là anh chịu em rồi đó nha. Bây giờ phe nào? Dạ em thẳng tính nên có sao em nói vậy thôi ạ. Chứ em thì theo khoe chị Cát Tường rồi. Trời đất ơi. Rồi bây giờ chưa gì hết mà binh nhau, có cần em ngồi đây nữa không? Hay là mở màn lên gặp nhau nói chuyện luôn? Ý em là nói anh hỏi nhiều đúng không? Thấy hỏi có một câu mà nói quá trời nói luôn hả? Dạ tại vì vấn đề nó khó quá chị Cát Tường ơi. Anh Quyền Linh nói mình phải chia sẻ cho nó sâu sắc tí. Còn anh Quyền Linh lại nói em qua loa nữa. Để cho tôi nói không trời. Tướng bằng rất là ngon lành, rất là chuẩn. Bây giờ hỏi nè. Dạ anh ngồi im cho em phỏng vấn bạn gái em chút xíu anh nha. Dạ em xin phép anh nha. Chuẩn của em là một người đàn ông như thế nào? Dạ trước hết thì người đó cũng thích em trước. Cái thứ hai nữa thì em nghĩ em hợp với người mà thẳng tính, có nghĩa là không nên nói quá nhiều. Nói nhiều quá trời sao em Bình? Dạ không, không nhiều. Dạ không nói quá nhiều, có nghĩa là nói lung tung á chị, có thể hiểu là kiểu tăng động một chút xíu thì chắc không hợp với em cho lắm. Thứ ba nữa là có một quan tâm về nghề nghiệp của mình, chơi một môn thể thao nào đó thì càng tốt. Có chơi thể thao gì không bạn? Em á chị, cái mọi thứ em biết chút mà. Hôm nay em đến chương trình em đi với ai? Dạ em đi với em của em. Chào em, để chị hỏi em vài câu nha. Em thấy cái anh bên kia được không? Được không dùm cho chị á, chứ phải em. Em thấy được không? Được không chị? Chị đâu có thấy. Em có thấy ảnh nói nhiều không? Về con mắt thì được, còn về những cảm nhận khác thì chắc là chị Thủy cảm nhận được. Cảm ơn em. Hình mẫu lý tưởng của anh là như thế nào? Dạ hình mẫu lý tưởng của em thì nhìn hao hao kiểu như Ma Phương Thúy anh. Cao rồi không? Dạ em thì em nghĩ rằng là em cũng muốn thế hệ F2 của em nó thấp bé quá, nên là em cũng là trên 1m6 tí cho nó ổn định anh. Bởi vì em cũng cao đúng không? Dạ vâng ạ. Hôm nay em đây có người thân gì không? Dạ có, em đi với sếp cũng là cùng đồng nghiệp, cũng là người bạn thân của em. Sếp đồng nghiệp rồi. Chào anh Nguyễn Linh. Trước khi đi thì Linh có tâm sự gì với sếp không? Thì Hải cũng mong muốn là giống như là Hải nói đó, 2 năm rồi thì cũng lắm mối tối nằm không. Dạ, cũng mong là kỳ này đi thì may mắn gặp được người nào đó hợp tính. Cũng nhờ anh Huyền Linh với chị Cát Tường tác hợp một tí.
Biết đâu thì đã mong điều đó rồi đúng không? Dạ. À, anh thấy sao, tình hình ổn không? Hồi nãy có xi nhan ở trong vuốt đầu là được. Bây giờ có vuốt chưa? Vuốt rồi đó, không thấy vuốt. Em qua anh xem thế nào nha. Em chào anh. À, chào bạn. Dạ chào rất anh. Rất là xinh. Em cảm ơn anh. Cái đồng tiền nhỏ nhỏ, đồng tiền dễ thương á. Đồng điếu. Đồng điếu này đẹp hơn đồng điếu chị tưởng. Nó chơi vui thôi chứ dễ thương ha. Bây giờ chị hỏi thật em, ví dụ như mình gặp đúng cái đối tượng thì mình có sẵn sàng để đi đến hôn nhân chưa? Tuổi của em cũng 27 rồi, cũng là tuổi vừa rồi ha. Dạ, cũng vừa. Thì nếu như mà gặp được đúng đối tượng, đúng hoàn cảnh thì em nghĩ tiến tới hôn nhân là bình thường thôi. Gì mồm xồm với chết chôm chôm vậy? Hay chúng ta làm cho nó nếp lên đẹp hơn tí thôi chị, bớt xấu đi tí. Chị yêu cầu nè. Dạ vâng ạ. Nếu mà bạn gái chịu hẹn hò đó. Dạ vâng. Về đi cắt cái đầu tóc, không là sửa cái máy lại đi, cái kiểu đó để chị design cho cái kiểu khác, cái kiểu này không có phù hợp. Tay kỳ khôi. Đàn ông thì nó lên cho nó gọn gàng, sáng sủa cái mặt lù xù lù xù. Màn kéo lên, chúng ta có 2 phút. 2 phút bắt đầu. Em chào anh. Tại cái bài tóc học sao? Dạ em thấy nó cũng dễ thương mà hơi kỳ. Hoa tặng chị. À không, em thì rung. Thôi, những gì còn em tặng em. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Ủa em hiện tại ở đây em ở quận mấy? À, em ở Bình Thạnh, em ở bên Phan Xích Long á. Tại anh cũng quận Bình Thạnh nên hỏi nó gần. À vậy hả? Trước giờ thì cái mối tình gần nhất đây của em là bao lâu rồi? Dạ em không nhớ. Ok. Đừng nhắc những cái gì đã trôi qua với người đối diện. Dạ em đã tính hỏi là để coi lâu cảm giác bị trai lâu anh dễ dụ hơn tí. Anh chưa gì hết anh đã định dụ em rồi hả? À không dụ gì, anh dụ em việc khác. Em không dễ dụ đâu, thường em tự để bị dụ thôi chứ em không để người khác dụ. Ủa anh trong thời gian rảnh anh thường làm gì? Công việc, tính chất công việc của anh ấy hầu như là cũng ít thời gian rảnh lắm. Thì cuối tuần chỉ có thứ bảy chủ nhật anh rảnh thì anh ở nhà thôi. Chứ còn ở trong ngày trong tuần thì đa phần là thời gian rảnh là anh đọc tin tức này nọ kiểu. Yêu nhau hẹn hò ở đâu? Dạ thì chắc là cũng là trong sáng đó chị. Trong sáng là ở đâu? Là hẹn hò chỗ nào sáng thôi. Nếu anh hẹn hò em mà hẹn trong sáng hoài là em phải suy nghĩ lại á. Anh thấy em sao? Anh thấy em ưa nhìn, cao ráo. Nói chung là hầu hết là theo cái mà anh mong muốn thì hầu hết em đều đạt được hết. Dạ. Cái nhìn của đầu tiên của em á, cảm giác với anh như thế nào? Dạ em thấy anh cũng khá dễ thương, nói chuyện cũng rất là dễ gần. Dạ anh cao nghe. Thật ra em thấy mái tóc của anh cũng hay đó chứ. Chúng ta còn 30 giây nói chuyện với nhau nữa. Một câu nói cuối cùng. Nếu như hôm nay anh với em không nên duyên được ấy, thì hy vọng rằng là anh với em có gì vẫn liên lạc nhé, vẫn là bạn. Dạ. Có muốn nói gì vậy anh, câu nói cuối cùng không em? Dạ em nghĩ là cũng đủ rồi. Rồi chúng ta có 3 tiếng đến. Nếu mình cảm thấy trái tim của mình nó thổn thức, nó có nhịp đập, nó có thay đổi, nó có nhanh lên một tí, suy nghĩ chúng ta đừng vì cái nút bấm đó, đừng vì nút bấm đó mà hãy cảm nhận bằng trái tim, cảm nhận bằng ánh mắt. 3 2 1. Đang cảm nhận thế nào? Dạ quá tuyệt vời ạ. Có thể nắm tay nhau không các? Dạ vâng ạ. Chúc mừng hai bạn. Em cảm ơn anh Mừng Linh rồi. Em cảm ơn chị. Tôi nghĩ rằng hai bạn đủ bản lĩnh, đủ sự thông minh, sáng suốt để tìm hiểu nhau. Và tôi mong rằng một ngày nào đó tôi và Cát Tường sẽ nhận những cái tin vui. Đây thay mặt cho chương trình gửi tặng hai bạn một cái cặp vé đi xem phim. Anh ơi buông tay nhận quà đi anh. Tay kia nhận được mà em. Này em nhẹ lắm em ơi. Này nhẹ lắm. À, em cũng muốn cầm để chụp hình đó dạ, ha. Đúng rồi. Rồi chúc mừng hai bạn. Rồi, chuyện nước đó thì hay có mấy cái bạn mà lại chào hàng đó hay bị lừa. Nhưng mà thường là bạn nữ chào hàng hay là bạn nam chào hàng chứ? Bạn nam à? Vậy mà cũng bị lừa đó hả? Không phải, vậy là coi là giới tính, chứ không tin người thôi. Mời bạn nam. Rồi, mời đi bạn. Xin mời bạn nữ. Wow, dễ thương quá. Bạn giới thiệu về mình đi. Dạ em xin chào cô chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và tất cả các vị khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay. Em tên là Phạm Ánh Xuân, hiện tại em 20 tuổi. Trời. Em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Trẻ quá rồi, trẻ luôn, 20 à. 20 tuổi hả? Cưng làm gì? Dạ, em làm bên lĩnh vực kinh doanh thời trang thiết kế. Mời em trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh và
chị Hồng Vân và chào bạn nữ bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Nguyễn Thanh Long, hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 8. Quê của em là ở An Giang. Năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang kinh doanh cửa hàng điện nước. Bây giờ cái ưu điểm của bạn là gì? Dạ, ưu điểm của em là em khá tự tin nè, sôi nổi nè, năng động nữa. Rồi còn có khuyết điểm không? Dạ cũng có khuyết điểm là em hơi kén ăn, ăn hơi ít một chút. Vậy ha, trời ơi, phải chi mà cho tôi cái khuyết điểm đó. Em có biết cái gì ngoài cái thiết kế thời trang không? Chẳng hạn như em còn biết vẽ nè, biết vẽ chân dung nè, biết vẽ thiết kế, cũng biết theo chút chút. Rồi rất là thích thơ ca. Đàn thì em có biết đàn guitar nhưng mà đàn chút chút. Ừ, cái gì cũng biết chút chút đúng không? Dạ đúng rồi, chút chút. Em trai, ưu khuyết điểm của em là gì? Biết hát, nhiệt tình với lại là siêng năng chịu khó. Chà, ưu điểm nó được ghê ha. Khuyết điểm là dễ tin người. Em mở cửa hàng điện nước đó thì hay có mấy cái bạn mà lại chào hàng đó hay bị lừa mấy gì đó. Bị lừa vậy đó hả? Nhưng mà thường là bạn nữ đến chào hàng hay là bạn nam chào hàng cưng? Dạ bạn nam ạ. Vậy mà cũng bị lừa nó hả? Không phải, vậy là coi là giới tính. Dạ không, tin tin người thôi. Em có mấy mối tình rồi? Trước thì có hai mối tình. Một mối tình là quen nhau uống cà phê xong rồi không biết sao chia tay nữa. Trời đất ơi. Vậy cũng gọi là mối tình hả? Dạ. Tình thứ hai thì mới cách đây khoảng 2 năm quen nhau xong rồi bạn đó rủ nhau đi cà phê, nhưng mà cà phê là phải chỗ nào đó mà nhìn được máy bay á, có nghĩa là sân thượng á, mình nhìn lên mình thấy máy bay á thì bạn đó mới chịu chịu đi, cứ đi chỗ khác là không chịu, cho nên em cũng cho bay luôn. Trời ơi. Tức là nếu mà ngắm máy bay là thường phải lên những cái tầng sân thượng đúng rất rồi. Là đắt đỏ đúng không? Một dạ, đúng ly rồi. Cà phê bằng mười mấy 20 ly cà phê dưới đất. Dạ đúng rồi. Khổ tâm đúng không nè? Khổ quá. Còn sao, còn bạn nữ thì sao? Dạ chưa trải qua mối tình nào hết ạ. Lý do? Lý do là họ em với mẹ em có một cái sở thích đó là khoái coi tin tức thời sự. Nên là cảm thấy là hơi sợ hãi nên muốn cũng tin tưởng với chương trình nên mới đăng ký tham gia. Trời ơi đáng yêu quá vậy. Có nghĩa là vậy nè, tự không tự tin mình tự đi tìm tình yêu cho con, mà hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào chương trình. Bạn muốn hẹn hò. Đó, trời ơi hay quá, cảm ơn bạn. Nói nghe nè, bên đàn trai đừng có làm cho tụi tôi bị ảnh hưởng nghe chưa. Người ta tin tưởng lắm, người ta lên đây để người ta tìm kiếm nghe chưa. Cho nên nếu mà lỡ mà có mà đến được với nhau thì phải hết sức là nghiêm túc và hết sức là chung thủy nghe chưa. Dạ em rất là nghiêm túc. Nói nghe nè, đẹp trai lắm thiệt luôn á. Trời, đàn trai ngon lành à. Bên đây đẹp gái cũng khác. Ra đây nè, ra đây thiệt, nói thiệt. Ủa đàn gái đúng không? Thiệt, ra đây. Trời trời, sinh một cặp rồi. Dạ. Chết rồi, thấy chưa, dễ thương. Trời đất ơi, con nhà ai mà dễ thương dữ vậy trời. Trời ơi, cháu vàng chạch vậy đó. Con nhà ai mà xinh đẹp dữ vậy trời. Đó ơi, bên đây á, nói chung là hôm nay là tiên đồng ngọc nữ, tiên đồng ngọc nữ luôn, khẳng định luôn. À, con còn rất trẻ, mới 20 tuổi à, con có định khi nào con kết hôn không? Dạ cũng không có quyết định khi nào mình kết hôn, nhưng mà cảm thấy hợp là mình cứ tiến tới thôi ạ. À, dạ. Dạ biết đâu tụi con cưới sớm thì sao ha. Dạ nhưng mà phải suy nghĩ là đâu có nhất thiết là phải trước. Đâu không phải tính là... toán trước. Ừ. Một tương lai kế hoạch thì mới cưới, chứ không phải là đùng cái cưới là không có được. Đúng rồi. Thấy không, nói nghe nè, hình mẫu lý tưởng của con là ai? Ngày xưa cô là đeo nốt á, trong cái trên từng cái số á, cái phim đó lúc đó là chiếu lúc con chưa đẻ. Dạ con người đàn ông mà con thì con rất là thích chứng thành. Hai cái nó xa quá vậy. Xa quá xa. Tức là bây giờ con thích một cái mẫu người bạn trai của con giống Trấn Thành. Dạ, để coi rồi. Coi có miếng gì không. Này Trấn Nước. Trấn Nước. Đẹp hơn Trấn Thành. Cái điều mà con không thể chấp nhận được ở cái người bạn trai của con là cái gì? Có tính vũ phu, hơi là gia trưởng một chút và cũng keo kiệt quá thì cũng không được. Đàn ông nào mà có ba cái tính đó chắc chết quá. Hỏi coi bên bển có không. Con sao con? Dạ không ạ, con... Có vũ phu không? Dạ không. Có keo kiệt không? Dạ cái đó là rất thoải mái, không có keo kiệt. À thoải mái phải không? Dạ. Có gia trưởng không? Dạ không, gia trưởng là con không có. Rồi yên tâm ha. Thích một người phụ nữ là vợ của mình đó, tương lai của mình như thế nào? Dạ thì chắc là đẹp là thích thôi, nhưng mà... Đẹp giống ai? Đẹp giống ai? Ninh Dương Lan Ngọc à.
xinh giống luôn. Ý, sao vậy? Sao vậy? Mọi người có thấy không? Mọi người có thấy ngộ ngộ không? Trời ơi, vỗ tay đi, vỗ tay đi. Sao kỳ vậy? Giống luôn. Dạ. Nhưng mà xinh hơn, trẻ hơn nữa. Dạ, vậy là quá tốt ạ. Quá tốt luôn trời. Cưng hình dung cái người bạn nữ của mình ở bên đây sao nè. Bà cao, mối bà rung quá sao? Cao nhiêu nè? Da trắng không? Mắt bự không? Dạ, chắc cao tầm hơn 1m55 quá. Chắc cũng đẹp đó. Bây giờ chú Quyền Linh với cô Dân nói chưa có chắc đâu nha. Dạ, tại vì con tin tưởng mà. Nghe rồi con thấy cũng được rồi đó. Được. Sợ cái tính ghen của đàn bà không? Ghen thì chắc chắn ai cũng ghen. Thậm chí bản thân con cũng ghen mà. Cho nên là bạn nó ghen nhưng mà mức độ thôi. Ví dụ như cái gì hợp lý thì ghen, còn cái gì mà không quá đáng thì đừng có ghen. Con có ghen dữ không con? Dạ con cũng ít ghen lắm mà cũng chưa trải qua tình yêu bao giờ, nên cũng không biết là mình ghen tới mức độ nào. Đúng rồi. Bữa nay là con vô mánh nha. Dạ, cô dạ. Nói nghiêm túc luôn, bữa nay là con vô mánh. Dạ. Bây giờ hỏi kiến người thân. Con đi với ai con? Dạ đi với mẹ. Rồi chào nhà gái. Chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Và chào tất cả các khán giả trong trường quay. Tôi là mẹ của cháu Xuân. Tôi thấy em trai bên này cũng dễ thương. Thấy thì cũng hiền. Nhưng mà cô thấy thì hai con cứ cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu hơn. Tại vì mình cũng còn trẻ nên thời gian mình cũng còn dài. Cứ dạ, tìm hiểu. Rồi. 24 tuổi mà có được một tiệm riêng biệt về gọi là nước, điện nước ha. Là thấy là có ý chí, có ý chí và có nền tảng rồi đó, đúng không Linh? Hồi đó Hồng Vân 24 tuổi chưa biết gì luôn á, không có lo làm ăn gì, đi chơi. Đi chơi mới gặp ông đó. Nói chung là mình cũng không biết là mình phải cho con mình quen ở ngoài đó. Nhiều khi mình nói chung hai mẹ con ở trong nhà suốt, cho nên không có tự tin ra ngoài cho bé kiếm bạn. Cho nên rất tin tưởng và rất thích cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, nên quyết định đăng ký. Và mọi hy vọng cũng như niềm tin là trao hết cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Áp lực quá, áp lực quá. Có vẻ cũng hợp với Xuân. Tự Xuân thì ở nhà rất là hiền, nói chung là cũng ít nói, khuyết điểm cũng có nhiều lắm mà. Đặc biệt là không thích vào bếp, chỉ vào nấu những cái món mà Xuân thích thôi, chứ nấu cho gia đình ăn thì chắc không làm. Còn trẻ quá mà từ từ rồi cũng sẽ nấu thôi. Đúng rồi, cái tuổi 20 này là cái tuổi còn rất là nhỏ. Đúng rồi. Cho nên là thôi mẹ không có khắt khe với em chuyện đó. Cậu con trai này á cũng phải nói là rất là vượt khó, một mình lên Sài Gòn lập nghiệp đúng không? Dạ đúng ạ. Lập nghiệp bao nhiêu năm rồi? Từ năm 18 tuổi thì lên Sài Gòn, thì nói chung là làm nhiều nghề lắm. Mình tự làm xong rồi học nghề, xong rồi bây giờ là mở ra một cái tiệm riêng để mình làm. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Rất là bản lĩnh luôn. Rất để là có bản thể lĩnh. Đủ để có bản lĩnh để che chở cho cô gái 20 tuổi. Linh nghĩ là như vậy. Đúng rồi. Đây. Thế còn hôm nay em đi với ai? Con đi với ba mẹ với cậu với bạn ạ. Thôi cũng có gia đình luôn. Có ba mẹ đi luôn. Ba mẹ chào cô chú luôn. Trời ơi, chào ba mẹ của đàn trai ạ. Dạ, tôi mẹ của thằng Long. Cô thấy cái bạn này như thế nào? Cũng được. Do hai đứa đi chứ thôi. Giờ thấy đây cũng được, mà không biết sao. Chú thấy sao chú? Nói chung thì con chịu đâu rồi, chú chịu đó. Thì nói như chị bên kia thì thấy cháu bên đây cũng được thì tôi cũng chấp nhận, hai đứa nó hiểu ý đi rồi cứ luôn. Trời ơi, đó hôm nay là hai gia đình gặp nhau quê, rồi nó yên tâm rồi. Cũng rất là ngại ha thằng gái ha. Cảm ơn hai đàn trai đàn gái nha. Kéo rào. Long ơi, Long quay mặt qua đây nào. Không gian này là của hai đứa đó. Em xin chào. Đó, Ninh Dương Lan Ngọc của Long đó. Có thấy nét giống hay không nè? Hôm nay anh có món quà không tặng? Em cũng có món quà tặng anh ạ. Em cảm ơn ạ. Hai đứa đứng sát sát với nhau ơi. Hai đứa đứng sát nhau cho hai bên đàn trai đàn gái nhìn mặt coi. Trời nhìn ơi. Thấy hai đứa nó hợp không vậy ta? Trời ơi, nó xứng đôi dễ sợ luôn á. Thiệt, tiên đồng ngọc nữ. Rồi. Nè, Long có thấy giống
có cái nét của Ninh Dương Lan Ngọc không? Dạ có. Có đúng không? Dạ. Cái này mà make up đúng cái người stylist của Ninh Dương Lan Ngọc là đúng luôn cái khuôn mặt đó luôn á. Con ở hiền gặp lành đó dạ. Cầu được ước thấy. Dạ. Cái tính em cũng giống Ninh Dương Lan Ngọc lắm, em cũng rất là thích chị Ninh Dương Lan Ngọc nữa. À, anh thì rất thích. Còn con có thấy anh giống Trấn Thành không? Thấy đẹp trai hơn đúng dạ, không? Chắc đẹp trai hơn Trấn Thành ạ. Thấy chưa? Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ thì sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì em cũng không thất vọng lắm. Em cảm thấy anh rất là ok, 24 tuổi mà lập nghiệp là rất là chắc là giỏi giang. À, anh cảm nhận thấy em như thế nào ạ? Anh thấy em xinh đấy, dễ thương. Dạ. À, chắc là đúng như những gì mà anh muốn rồi đó. Thì chương trình chọn đúng người. Vậy thì hồi nữa hai anh em mình có nhau một cơ hội để lấy nữa, hai anh em mình đi ăn tối gì có thể tìm hiểu nhau hơn nhé. Đúng rồi. À, anh thì chắc chắn rồi, anh thì gặp em là anh muốn bấm nút liền rồi. Thì chỉ cần em bấm nút đưa thôi là được. Bình tĩnh đi mấy đứa. Dạ em cũng có bốn câu thơ về quan điểm tình yêu của em, đó là thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non, rắn nát mặc dầu tay kẻ nặng mà em vẫn giữ tấm lòng son. Em rất là muốn một tình yêu chung thủy, chia sẻ cũng như là quan tâm đến nhau. Anh thì chắc chắn là sẽ chung thủy rồi, cho nên là em không cần phải lo về cái chuyện chung thủy. Quan niệm tình yêu của anh là? Quan niệm tình yêu của anh thì chung thủy, không lừa dối. Đúng rồi. Mình nên thật lòng với nhau ngay từ những đầu tiên. Đúng rồi. Thì hôm nay thì tới chương trình thì anh cũng có một bài hát muốn tặng cho em. Dạ. Đứng lên, đứng đứng coi cho có cục hơi, đúng không? Nhìn ngồi nhau mà hát hả? Hai đứa nhìn nhau mà hát. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, và giờ hãy hứa trọn đời yêu anh nhé em. Trời ơi. Vậy bây giờ em hát tặng anh đi. Em không biết được. Chưa gì mà nắm tay như lúc làm như gần. Nãy giờ chưa cho luôn. Chưa nắm chặt luôn vậy đó. Chắc này chắc tôi với Hồng Vân bấm nút nữa quá. Bây giờ mình thích điều gì nhất trên gương mặt của cô ấy, và yêu điều gì nhất ở cô gái đối diện của mình? Nói thích, đi. Thích hết luôn rồi sao? Nhìn, thích hết luôn rồi sao? Nhìn bên nó. Thích hết. Anh thấy là nói chung là ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Thì nói chung là anh nhìn thấy mắt em là anh thích liền rồi. Vậy anh biết tại sao mắt em đẹp không? Tại đen mắt em đang có hình bóng của anh. Tại đen mắt em đang có hình bóng của anh. Trời ơi, thôi chết rồi. Thiệt thật, giờ ngồi, ngồi vô luôn. Rồi nói nghe nè, bây giờ có bạn gái xinh vậy á, có ghen không? Dạ, phải giữ chứ, phải ghen ạ. Phải ghen, rồi bây giờ bạn trai đẹp trai giỏi giang vậy rồi có ghen không? Vậy chắc cũng có. Nhưng mà em tin anh đi, có gì đâu ghen. Tin dạ. Anh là được à? Dạ chắc là đặt niềm tin vào anh ấy. Đặt niềm tin hoàn toàn vào anh ấy đúng rồi, không? Thích trai gái gì rồi nói nhau nghe đi. Thích mấy đứa con? Em nghĩ là hai đứa là đủ. Em nghĩ hai đứa là đủ. Đúng rồi, anh cũng nghĩ vậy. Giờ nói cái gì đúng mờ hết trơn. Nói nghe nè, ví dụ như lấy thì một năm nữa là tính lấy đúng không? Tính làm đám cưới. Đã chuẩn bị có nhà chưa? Có xe chắc, chưa? Dạ chưa, chắc sắp tới sẽ cố gắng mua nhà. Rồi giờ con sao? Ví dụ giờ hai đứa có chịu ở nhà thuê không? Dạ thì nếu mà anh ấy muốn ở riêng thì mình có thể ở nhà thuê. Còn mẹ có sẵn một ngôi nhà, nếu mà anh ấy muốn ở nhà của mẹ hay là muốn tách riêng cũng một ok hết. Ở rể đó con. Về là chỉ có hai mẹ con thôi đúng không? Dạ, nhà có hai mẹ con đó thôi. Thì con có thấy là nếu mà mình làm một bờ vai vững chắc cho mẹ và em thì con có đồng ý không, hay là con chỉ muốn ở riêng thôi? Dạ như là làm rể đó, gì ở rể con chịu. Dạ dạ được, nhưng mà ở rể ở đây thì được, tại vì con làm việc mọi thứ đều ở Sài Gòn này hết, cho nên là ví dụ như về quê thì chắc ở rể là không được. Bây giờ hứa với mẹ tương lai đó, nếu mà tụi con yêu thương nhau tụi con sẽ chăm sóc như thế nào, hứa với mẹ đi. Dạ con chào bác. Nếu mà tụi con quen nhau mà tiến đến hôn nhân thì con hứa là con sẽ chăm sóc em một cách tốt nhất.
yêu thương và chung thủy. Dạ. Con gái nói gì với gia đình đàn đúng trai rồi đi. Con dạ con chào hai bác ạ. Con cảm ơn hai bác đã sinh ra một anh chàng rất là tuyệt vời như thế này ạ. Nếu mà có duyên để làm con dâu hai bác á, thì con cũng sẽ rất là cố gắng yêu thương cũng như là coi hai bác giống như là ba mẹ ruột của con ạ. Hay quá. Bây giờ Vân để tay xuống bấm Vân. Bây giờ để 1, 2, 3, hai đứa hôn nhau nha. Là bên đây hai người bấm nút luôn nha. Dạ. Chuẩn bị 3, 2, 1, bấm. Trời ơi. Thật sự mà nói thì Quỳnh Linh không nghĩ hai đứa lại có cảm xúc nhanh đến như thế. Hình như đây là một trong tiếng sét, gọi là tiếng sét ái tình ha. Thần tình yêu đã xuất hiện rồi. Gần như là hai đứa đã gặp nhau từ lúc nào rồi đó. Nhìn ánh mắt hai đứa chúng ta thấy được cái tình yêu trọn vẹn nằm trong đó. Và hy vọng chúng ta hãy nuôi dưỡng cái tình yêu ấy, nuôi dưỡng cái yêu thương ấy, để cho nó đông đầy cái cảm xúc, đông đầy cái sự yêu thương, và chúng ta sẽ tiến hành đến cái chuyện hôn nhân nhá. Đúng rồi. Hôm nay có hai bên gia đình rồi, chúng ta chứng kiến tất cả mọi thứ, thì mong rằng hai gia đình sẽ cùng nhau hỗ trợ để tình yêu của mấy đứa nhỏ nó đẹp, thiệt là đẹp nha. Rồi hai đứa bạn trộn nắm tay không hề. Nó không rời mà nó bóp cái tay mà nó không bầm, rời luôn. Nó bầm tay nhỏ luôn á. Coi chừng là nó đông máu luôn đó con. Chúc hai đứa sớm tìm hạnh phúc của mình nha. Đây là những chiếc vé xem phim cộng đập Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Tới đó xem phim để hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn nha. Nếu như hai đứa kết hôn, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Rồi, chúc mừng. Rồi, chúc mừng tụi con. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có niềm vui đầu tiên thưa quý vị, một cặp đôi rất là đẹp. Và cầu chúc hạnh phúc, bình an và thành công sẽ đến với những đôi trẻ như thế. Bây giờ thì Quỳnh Linh, Hồng Vân xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Thì ưu điểm của em thì biết nấu ăn, chăm sóc trẻ nhỏ. Chăm sóc gì nhỏ? Cháu nhỏ. Rồi tôi nghe vợ nhỏ. Mời đàn trai. Xin mời đàn gái. Chào em. Bây giờ thì em giới thiệu về mình đi em trai. Xin chào chương trình, chào anh Quyền Linh. Dạ chào chị Quốc Thần, chị Quốc Thần. Chào chị Hồng Vân ạ. Em xin lỗi. Em xem chương trình vợ son quen, anh Quốc Thần quá, mến mộ. chị Quốc Thần. Trời ơi. Em xin lỗi. Dạ, em tự giới thiệu, em tên là Trần Văn Thương, đến từ Vĩnh Thuận, Kiên Giang. Năm nay em 36 tuổi. Hiện tại em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 2. Làm gì? Em là công ty chuyên về cung cấp thiết bị hàng hải. Thiết bị điện tử hàng hải. Rồi em giới thiệu mình đi. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và anh chàng bên kia và tất cả các bạn ở trường quay này. Dạ em tên là Hồng Loan, nghề nghiệp trước đây là kiến trúc sư. Thì sau một thời gian làm việc, em phát hiện ra mình rất là mê kinh doanh, cho nên về quê có mở một cái trang trại trồng rau hữu cơ tên là Sala Farm. Vậy em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 29. 29 tuổi. Wow, có nghĩa là bây giờ em đang ở dưới quê hay ở thành phố? Dạ đang ở Gò Công, ở dưới đang quê. Ở dưới Gò Công. Dạ. Bạn ơi, bạn nghe không? Dạ. Người ta đang ở dưới Gò Công. Dạ, giờ Gò Công chợ gạo hả chị? Dạ, thị xã Gò Công á anh. Đúng rồi. Còn bạn thì ở trên đây ở quận 2 hả? Dạ, em ở quận 2. Từ Sài Gòn về Gò Công đi nhanh lắm, bây giờ đi quốc lộ 50 ha. Mình qua cầu Mỹ Lợi đó. Cầu mới đẹp lắm, mới xây xong là tới Gò Công luôn. Ông này cái gì ông cũng biết, cái ghê thiệt á. Sao ông đi khắp cả đất nước hả trời? Ở đường xá cả Việt Nam, hang cùng ngõ hẻm nào, Quỳnh Linh cũng tới rồi đó. Trời, nói nghe nè, cái điểm mạnh của bạn là cái gì vậy?
Em khá là bản lĩnh. Nếu kiến trúc sư mà, dạ, bản lĩnh là đúng rồi. Mình muốn cái gì là mình sẽ làm được cái đó, thích là sẽ làm được. Ví dụ như khi mà em muốn học yoga thì em đã học và lấy bằng yoga, có thể đi dạy. Giờ đang đi dạy yoga nữa. Trời, vậy là bạn bách nghệ luôn đó. Tại vì em rất là thích kìa ham học hỏi. Em biết may cái áo dài này là em may. Trời đất ơi, cái gì cũng biết hết trơn á. Rồi nhiều điểm mạnh quá, vậy có điểm gì yếu không? Điểm yếu của em chắc là quá nhạy cảm. Nó làm ảnh hưởng đến một phần công việc, những cái mối quan hệ trước. Có dễ khóc không? Nhạy cảm hay khóc lắm? Dạ nhạy cảm nhưng mà rất là mạnh mẽ, không khóc. Không khóc nhè. Dạ. Rồi. Trai, bên ưu điểm, khuyết điểm là gì? Thì ưu điểm của em thì biết nấu ăn, chăm sóc trẻ nhỏ. Làm chăm sóc gì nhỏ? Cháu nhỏ. Trời, tôi nghe vợ nhỏ. Cháu nhỏ chỉ nếu là về nông nghiệp thì hầu như là biết làm tất cả về nông nghiệp. Vậy là giỏi. Những người mà yêu nông nghiệp, lao động nông nghiệp như những người đó rất là chân chất, phải nói là rất là kiên nhẫn. Vậy luôn á. Em rất là yêu thiên nhiên. Rồi em có điểm yếu gì không? Còn điểm yếu thì rất nhiều, không biết đoán, không biết cách chia sẻ. Không biết chia sẻ tức là ngại nói đúng không? Dạ, là ngại nói. Mà muốn quan tâm đến ai đó thì không biết cách để làm. Không biết cách thể hiện. Không biết cách thể hiện. Bây giờ nè, nói cho bà mối biết đi, em có mấy mối tình rồi? Dạ, trước thì em đã có 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là kéo dài được 7 năm. Mà hai người chia tay thì không phải để giận nhau hay chia tay, mà có nghĩa là chia tay giữa hai gia đình không có phù hợp. So sánh giữa môn đăng hộ đối. Theo phong kiến xưa áo mặc không qua khỏi đầu, nghĩa là con không dám cãi cha mẹ. Là do làng gái. Dạ. Thấy thương không? Rồi sau mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì năm 2014 em có lên quay lại Sài Gòn em làm việc. Zalo Facebook em thì có vài tin nhắn này, nhắn tin làm quen. Thì em tình cờ em gặp một cô bạn ở cũng cùng đồng hương, cũng ở Kiên Giang mà khác huyện thôi. Thì, quen nhau. Dạ quen nhau. Quen nhau mấy năm? Quen nhau cũng gần 1.5 năm. Năm rưỡi sau chia tay. Trường hợp đó là cũng phi hữu lắm. Bởi vì cái ngày lịch hẹn để đi chơi hai đứa Vũng Tàu á là cùng cái ngày đám cưới em trai của mình, em trai ruột, em trai út. Mà em trai út thì tao đám tiệc là em bỏ cái cuộc hẹn em có đám cưới. Dạ đám cưới. Rồi người rồi bạn gái trách em là chỉ là quan tâm gia đình, không quan tâm bạn gái. Vậy chia tay. Dạ rồi không ấy, rồi xong qua ngày hôm sau em đến để em giải thích á. Nhưng mà cô ấy chuyển phòng trọ, cắt liên lạc, không liên lạc được thì tiễn chuyển phòng trọ luôn rồi tìm rồi, không được. Tới bây giờ luôn. Còn bạn thì sao? Dạ em chưa có trải qua một mối tình nào chính thức á. Tại hồi đại học á thì em có quen một người bạn, quen nhau rất là trong sáng. Em rất là thích bạn, tại vì em thấy sao lâu quá bạn không có bày tỏ tình cảm với mình. Em mà thích người khác là em sẽ bày tỏ tình cảm. Thì em mới nói là em thích bạn. Lúc đó mới phát hiện bạn là gay. Trời ơi. Cho nên hai đứa cũng mất đi tình bạn. Đó là điều mà em cảm thấy buồn nhất. Mấy năm tội nghiệp không? Mấy năm. Qua tới năm 2 á là... Năm thứ 2 là phát hiện ra đúng không? Dạ. Chị hỏi nè. Có phải là cái mẫu hình lý tưởng của em là một cái người đàn ông như vậy không? Em không có quan trọng ngoại hình, nhưng mà cái nét đẹp ở bên trong đó, nó sẽ thể hiện ra bên ngoài. Đây là một cái gì bác sĩ, đó là một người rất ấm áp và sâu sắc. Thì cuốn sách của người đó viết á, nó không quá bi kịch mà nó đưa ra cái nhận xét của vị bác sĩ này về y học và về cuộc sống, tình cảm, gia đình thì rất là sâu sắc. Cái hình này là em vẽ đó hả? Dạ em. Đưa anh mượn coi. Phát họa lúc hồi nãy em ngồi chờ. Em mới khắc họa hả? Dạ. Nghĩa là mẫu hình lý tưởng của em sẽ là người giống như vậy? Dạ không, thì em nói về cái nội tâm. Thực ra là em hồi trước giờ em không có đưa ra hình mẫu lý tưởng về bề ngoài hình thức của người ta. Em chỉ đào sâu về nội tâm thôi. Bạn hài hước vui vẻ làm cho em cảm trước, rồi em sẽ thích người đó thôi. Nói chung không có mẫu hình lý tưởng. Em không có tưởng tượng là em sẽ thấy một người bạn trai phải giống như anh Quyền Linh hay là anh nào đó ví dụ. Dạ anh Quyền Linh rất là đàn ông. Anh rất đàn ông luôn hả? Dạ đúng rồi. Ấm áp. Nói chung đây là chỉ vẽ một cái người mà thần tượng thôi. Thế còn bạn, cái hình mẫu lý tưởng của bạn là như thế nào? Nếu mà mẫu lý tưởng của em thì em không có so sánh, chỉ em chọn theo cảm nhận của em thôi. Biết quan tâm và chia sẻ để phép với chia sẻ chuyện gia đình, chuyện mọi thứ. Bởi vì em đã điểm yếu, em đã không biết cách chia sẻ rồi. Em cần người để biết cách chia sẻ và cùng em chia sẻ những nỗi buồn, niềm vui. Vậy là được đó, bạn bên kia chia sẻ rất là tốt. Thí dụ giờ bên đàn gái đồng ý bấm nút thì em khoảng bao lâu em có thể tiến tới hôn nhân? Trong kế hoạch của em đưa ra thì tầm khoảng 5 đến tháng 6 năm tới. Năm tới năm tới em sẽ tiến tới hôn nhân.
Lấy về vợ ở đâu? Đúng rồi. Dưới quê em á thì em cha mẹ em mà cho sống từ lập từ năm 18 tuổi. Là tới tuổi 18 tuổi cha mẹ cho đất về tự lập nghiệp. Tức là 18 tuổi em đã có đất rồi. Dạ. Đất rộng bao nhiêu nè? À, mẹ em, gia đình em cho được 1 hecta. Trời. 1 hecta, 18 tuổi là đã sở hữu 1 hecta đất rồi. Đến năm bao nhiêu thì em cất được cái nhà? Em nhớ không làm thì năm 2006 em đã cất cái nhà cấp 4 thôi. Là lúc đó em nhiêu tuổi? Làm đó em 28 tuổi. 28 tuổi ta cất được căn nhà rồi đó. Có, người đàn ông bản lĩnh đó. Nói chung là trai tài thì gái sắc đó nghe. Rồi, mình sẽ cho gặp mà Người thân đi. Người thân đi. Em đi với ai à? Dạ em đi với hai bạn thân. Dạ xin chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân và các bạn khán giả. Thì em là bạn của Hồng Loan. Tụi em chơi chung với nhau cũng hơn 10 năm rồi. Em rất là hiểu tính bạn. Lúc nãy bạn có nói là bạn rất là mạnh mẽ. Thì nói thật với mọi người luôn á là cái vườn rau Salafarm của bạn là một tay bạn tự làm. Từ cái mảnh đất đó là chỉ trồng ruộng thôi. Bạn là người tự mua máy cày về, tự cày đất, tự xới đất, tự mai màng để trồng nhà màng và tự làm hết tất tần tật các thứ, tự kinh doanh luôn. Đối với em thì bạn rất là kiên định. Em cảm thấy người bạn của em rất là chín chắn. Ở đây thì em thấy anh đây nè, có thể là gần giống với lại cái hình mẫu mà bạn em vẽ ra. Tại em thấy anh là 18 tuổi anh bắt đầu tự lập được rồi. Thì em nghĩ anh là người chín chắn theo như bạn em muốn. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ em trai đi với ai? Dạ em đi với hai đồng nghiệp của em, theo đó là em trai và em dâu. Cháu xin chào chú Quỳnh Linh và chào cô Hồng Vân và chào quý vị khán giả tại trường quay. Cháu là Thúy An, là em dâu của anh Thương. Em xin nhận xét một xíu về anh Thương. Thì anh Thương á, là bề ngoài thì không có vẻ như là đặc sắc, nhưng anh Thương rất tình cảm, rất là chân thành. Và đặc biệt tại vì em có em baby mới có mấy tháng thôi, anh Thương rất là chăm em bé rất là tốt. Và sở thích của anh Thương á, em thấy rất đồng điệu với chị. Em hy vọng đây là cũng là một nơi mà có duyên để, dù sao mình đã có duyên gặp nhau rồi, và em hy vọng là anh chị cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và tiến tới hôn nhân, đó là về tương lai. Em cảm ơn. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Bắt đầu không gian của hai bạn đó, cứ thoải mái trao đổi đi ha. Dạ em chào anh. Chào em. Anh có phó qua tặng em. Sáng hôm nay là 4 giờ sáng anh thức dậy, anh ra chợ anh mua xôi, nếp và mít với hoa. Anh về anh tự gói và tặng em. Nè, dạ, em cảm ơn. Cái này cái gì nè? Đây là xôi mít tự làm. Đưa cho bạn gái đi. Trời ơi, thấy thương không? Xôi mít tự làm. Dạ. Xôi hả? Dạ, dạ xôi mít. Wow, ở trong muối mít luôn á hả? Dạ. Ôi, em mời chị Hồng Vân nha. Trời ơi, cảm ơn em. Em mời anh Quyền Linh ạ. Cái xôi mít này là mời bạn gái hay mời tôi? Dạ, mời hết luôn á Linh. Mời hết luôn ạ. Rồi, cảm ơn. Em ăn thử đi, em để em cảm nhận. Để tôi lo cho gọn. Hai bên làm việc đi. Rất là ngon anh. Nói chuyện đi. Bây giờ em cứ chủ động em nói đi đàn trai. Tại bên đàn gái người ta lo ăn, người ta mắc ăn rồi. Ngồi đi hai đứa ngồi đi. Anh, em có chuẩn bị hai cuốn sách cho anh Quyền lựa chọn. Một cuốn hả? Rồi anh chọn này. Dạ. Em cũng rất là thích cuốn đó. Tại nó liên quan tới một phần cuộc đời em. Chắc là anh sẽ đã đọc cho tìm hiểu. Lên lên lên. Trời đất ơi, ông đi ông lấy xôi, lấy nguyên một dĩa xôi đi ăn rồi kìa. Lên. Đi lên cứu bồ người ta kìa. Người ta cưa cái trẻ trẻ chia tâm sự. Trời ơi, hết luôn cái dĩa xôi của em rồi kìa. Nói chung là làm gặp đi. Anh á, em nhìn đúng là bạn nói đúng á. Em nhìn anh á, anh là một cái người rất là ấm áp, rất là chân thành, đúng mẫu người mà em thích. Vậy thì chúng ta đều bấm thôi nút thôi. Nói nghe nè em. Bây giờ em đứng lên coi cái áo dài mặc rất là đẹp luôn. Tự may thấy ghê chưa? Đẹp thiệt là đẹp luôn. Em thấy hú hồn không? Bên bạn biết may áo dài đẹp thì bên đây biết xôi mít ngon. Ngon thiệt, ngon quá. Khoái xôi mít rồi đó. Ngon thiệt luôn á, ngon lắm. Ngon. Mỗi người mình hát một bài hát rồi tặng nhau cho nó gây không khí đi. Dạ. Không, nói chung là nhạc anh không biết hát đâu. Hồi trước thì em chỉ học lớp những mẹ bà xưa là gu cháu gu con. Em cũng học thuộc lại những câu hò gu những cho trẻ. Bởi vì em hát gu xong rồi tới giờ biết tại sao mà mỗi lần em gu rồi cháu em ngủ rất nhanh. Dạ. Em ru thử coi nè. Ví dầu cầu giang đông đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi mẹ dắt con đi,
con thi trường học, mẹ thi trường đời. Chị tin em. Thôi được chị rồi. Tin em, chị tin là tại sao mà con nít nó ngủ liền. Tại vì em hát có một tông một thôi. Dạ. Em không có lên xuống một tông một thôi. Vì mình đối lại để có ai mà gặp người yêu mà hát ru ru con hết trơn. Em cũng vậy. Đây cũng lạ đó. Đây người ta cũng ru con ru luôn hả? Ru đi, ru lại, ru lại liền. Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ. Năm canh chạy, năm canh chạy mẹ thức đủ giữa năm. Tôi sợ hát lộn năm canh chạy mẹ ngủ đủ năm. Tự nhiên em quên. Được đó, hai đứa hợp đó, tình yêu hát ru không. Bây giờ hai bạn nắm tay nhau. Dạ. Nãy giờ nó trò chuyện rồi, ta cảm giác xem hai bàn tay nắm đi các bạn. Nhìn nhau trong vòng 30 giây để xem các bạn có cảm nhận suy nghĩ điều gì với người đối diện. Em cảm nhận được sự tin tưởng. Anh cũng tin tưởng rằng em là một người đi cùng anh suốt lòng đường còn lại trong cuộc đời của anh. Hối với em là khi mà có chuyện gì thì mình sẽ ngồi lại nói cho rõ vấn đề. Em không thích được cãi nhau. Muốn mấy đứa con nói vào nghe luôn đi. Nếu mà gia đình con thì em cứ cần hai đứa là đủ. À, không cần đủ nam hay trai gái, mày còn có đủ hai đứa là được. Hai đứa thôi. Dạ. Hứa với nhau gì luôn đi. Nếu mà lấy nhau thì sẽ chăm sóc nhau gì đó. Đây cũng xin phép chương trình, đây cũng là một cơ duyên. Thì anh sẽ hứa mãi mãi nắm chặt bàn tay em cho đi dẫn em đi hết cuộc đời này. Dạ. Em tin anh thôi. Em tin, tin là được rồi, trở về ghế. Nãy giờ chúng ta nói chuyện, chúng ta nhìn nhau, nắm tay nhau và có một niềm tin mãnh liệt nào đó. Không cần đến cho mình đâu. Tao nói cản không có được hả? Tình yêu tới rồi là không có cái gì cản được hết trơn á. Nắm tay nhau đi. Một nụ hôn đầu tiên bắt đầu đi. Để nguyên, để nguyên. Để nguyên, để nguyên luôn. Không đâu, nếu mà chương trình, nếu mà em diễn tốt tốt đẹp thì sẽ gặp lại chị Hồng Vân trên đăng ký vợ chồng son. Trời ơi đó, vợ chồng son nha. Xong rồi mẹ chồng nàng dâu là gặp rồi. Lại anh Quyền Linh em nữa. Ngồi, bây giờ gửi tặng hai bạn chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 lý chiến thắng. Đến đó xem phim để hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Ngày cái ngày cá tháng tư em đen nó vậy luôn đó, dạ. Xui vậy luôn đó. Cũng tượng gia bộ cái gì. Trúng ngày cưới cá tháng tư cái em là kêu mà không biết là có ai người chọc mình không, tại vì thấy mình ế quá mà. Thế là em mới gọi hỏi hỏi kỹ thì chương trình bảo đúng, xong rồi em mới thu xếp vô. Vừa phỏng vấn xong là về thì chương trình cũng gọi, mà chương trình lại gọi trúng má em mổ đục thừa, xong cái là em cũng không đi được. Mời nhà gái. Chào cưng. Ý tụi mình chung đội luôn nè. Mời nhà trai. Ai lấy chồng đi. Ai lấy chồng nào. Chồng ngon, chồng bổ, chồng trẻ, chồng khỏe đây. ghê. Chồng ngon. Chồng bổ. Chồng rẻ. Chồng khỏe luôn. Thôi thôi. Thấy chưa, thấy nhà trai tôi vui chưa? Mình bên nhà gái mình nghe câu này có cái cảm xúc của mình lúc nào sao? Dạ. Sốc không cưng? Dạ cũng hơi sốc. Dạ, hơi sốc đúng không? Dạ. Mình rao lại luôn. Ai lấy vợ không? Vợ ngoan vợ hiền đây. Thôi bây giờ vậy thôi, mình không rao, mình tự giới thiệu về bản thân mình đi cưng. Con xin chào cô Hồng Vân và anh và chú Quyền Linh.
và bạn nam bên kia và quý vị khán giả và gia đình hai bên. Con tên là Nguyễn Thị Trang, năm nay con 29 tuổi, nghề nghiệp của con là dược sĩ. Rồi làm ở đâu? Dạ con hiện tại thì con đang làm ở quận 10, nhà con thì ở Bình Thuận. Ở Bình Thuận. Mời nhà trai. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân cùng các anh chị cô chú trong trường quay. Em tên là Đỗ Quang Nguyên, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại con tôm, năm nay em 30 tuổi ạ. Làm con tôm luôn hả? Dạ, dạ. Làm công việc gì vậy? Dạ em làm buôn bán online, buôn bán các mặt hàng mật ong rừng, rồi bơ, rồi trái cây, rồi... Em có điểm mạnh, điểm yếu gì em giới thiệu coi, dạ. Coi có bán được hôm nay không? Dạ, điểm mạnh của em thì vui vẻ hòa đồng, rất đúng giờ và uy tín, nói chuyện thì lưu loát. Cái gì ta? Con gì nói gì ta? Đâu để tụi coi mới cái... nói giới thiệu lưu loát cái gì ta? Ông xui để tôi qua tôi coi coi được rồi, bổ rẻ tôi mua. Dạ, chào chị. Sao nè, nói tiếp đi nè. Là nhược điểm của em thì là hay bị mù đường và hay quên nữa. Sao biết bị mù đường, có đi nhiều không? Dạ em đi hay đi shipper á chị. Shipper ở con tôm mà phải chạy bằng Google Maps nữa. Cho nhiều khi đi một đường là em về một đường, em không dám đi đường thứ hai, sợ đi bị lạc. Vậy á hả? Bây giờ là mình tự rao xong mình tự đi ship luôn. Dạ, tự... em là tự đăng hàng trên mạng và em xong tự mình đi ship giao luôn. Luôn. Dạ. Trời chịu khó quá hả? Dạ. Rồi, em bơ này nhiêu ký rồi em? Dạ, bơ này thì bữa nay cỡ 50-60 ngàn một ký ạ. Là ở con tôm á hả? Dạ. Hay vô tới đây? Vô tới đây ở con tôm em bán thì cũng tầm đó, mà ở trong này em cũng không biết là bao nhiêu anh. À, cái con tôm là bỏ là khoảng 50-60 ngàn ký đúng không? Dạ, em đi ship cho người ta là 50-60 ngàn. Để hỏi bên đây nha, hỏi bên đây coi làm sao ha. Rồi mình nói điểm mạnh điểm yếu mình đi cưng. Dạ điểm mạnh của em thì là em thì là một người rất là vui vẻ hòa đồng, tính em thì thẳng thắn và biết quan tâm và chăm sóc người thân và những người bên cạnh, và em biết nấu ăn. Còn điểm yếu của em thì nhiều khi em thẳng thắn với lại nóng tính quá thì nhiều khi làm người ta dễ bị mất lòng á. Nhưng mà thường thường mất lòng trước thì được lòng sau. Em thì cũng hơi nóng tính một tí, nhưng mà cái miệng thì nói vậy thôi, nhưng mà xong rồi thôi chứ không có để bụng. Rồi mình là có mấy mối tình rồi cưng? Dạ em thì trước giờ có một mối tình, tụi em chia tay cách đây là 4 năm. Lúc đó thì yêu nhau được bao lâu? Dạ yêu nhau là khoảng được 5-6 năm. Lý do chia tay là lúc đó thì hai đứa thì biết nhau là học chung cấp 3, xong rồi em lên đây học thời gian rồi em mới quen. Thì gia đình em thì không có chịu đạo, còn gia đình bạn em thì đạo. Rồi bây giờ nghe cái anh bên ảnh rao bản thân ảnh vậy, cưng thấy có mua được không? Chắc hay mua mão luôn. Chắc mua mão luôn. Mua mão luôn đó. Bên đây người ta tính mua mão đó. Rồi vừa có tình yêu vừa có bơ luôn. Có hết đó. Em trai có mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào. Chưa có luôn? Dạ. Sao vậy? Nó như nói cái chuyện tình đường tình duyên của em nó gian nan trắc trở lắm. Lo đi bán không hay sao? Dạ cũng có nhiều cái đi xem mắt, nhưng mà cái tính tình cũng không được hợp á. Xong rồi có nhiều người bảo giới thiệu em là đi cắt duyên. Cuối năm vừa rồi á em cũng đi cắt duyên. Thì cắt duyên hay là sao? Duyên âm. Cắt duyên âm. Dạ đúng rồi. Em mới cắt xong thì là được khách hàng của em, là do là khách hàng của em đăng ký. Thế là thấy ba má em cũng già rồi, thế là khách hàng em mới kêu để chị đăng ký cho. Thế là khách hàng đăng ký cho em. Thì em vừa mới cắt duyên xong cỡ 2-3 tháng thì thấy chương trình gọi. Mà chương trình gọi là trúng ngay cái ngày cá tháng 4. Không vắng trúng ngay cái ngày cá tháng 4 em. Đen nó vậy luôn đó hả? Dạ. Xui vậy luôn đó hả? Em tưởng gia bộ cái gì? Trúng ngày cưới cá tháng 4 cái em là kêu mà, không biết là có ai người chọc mình không? Tại vì thấy mình ế quá mà. Thế là em mới mới gọi hỏi kỹ thì chương trình bảo đúng. Xong bắt đầu em mới thu xếp vô thì vừa phỏng vấn xong là về thì chương trình cũng gọi. Mà chương trình lại gọi trúng má em mổ đục thừa. Xong cái là em cũng không đi được. Nhưng mà biết đâu được là cứ trắc trở như vậy để ngày hôm nay em gặp được một cái nửa của em ở bên này. Dạ. Em hiểu ý chị không? Em đoán đi, em coi cái bạn bên đây, cái cảm nhận của bạn bên đây như thế nào, em tả thử coi. Em nghĩ bạn ấy là một cô gái rất là cũng có cá tính, dễ thương. Còn em mong muốn tìm người yêu như thế nào? Dạ, em mong muốn thì tìm người yêu giống mẹ của em. Giống mẹ là của em luôn, mẹ dạ. Em sao? Tại vì em là ở con tâm là hay mệnh danh được chàng trai có hiếu nhất con tâm á. Là hay đi đâu em đi uống trà sữa nè, em đi coi phim nè, cũng chở mẹ đi theo chơi. Kiểu như là mẹ em hồi xưa cũng khổ, em muốn cho bù đắp mẹ lại. Dạ, cho lại những cái cảm giác bây giờ như thế hệ trẻ như đi trà sữa. Bây giờ mẹ như thế nào nói chị nghe coi. Em có mang theo ảnh luôn ạ. Vậy hả? Dạ. Đâu đưa chị coi coi. Đây là ảnh của mẹ.
coi coi đàn gái giống mẹ không? Đây là tấm ảnh mẹ em tỉ mỉ làm quà tặng cho cô gái. Ồ vậy đó hả? Dạ, nói chung là bà cũng mong có con dâu lắm rồi. Ê, thôi, nói đây, chung là mẹ rất là phúc hậu luôn. Nếu mà cưới vợ sẽ về làm dâu đó, mở cho mọi người xem mẹ của bạn đây. Thôi đưa anh chút để này làm món quà tặng bạn gái nha. Anh sẽ qua xem coi nhà gái thế nào nha. Bên này em gái xinh, rất là xinh ha. Mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Con thì con muốn tìm một nửa yêu thương của con là lúc nào cũng tạo cho mình tiếng cười vui vẻ, rồi chung thủy và có hướng cầu tiến, biết quan tâm và chăm sóc con. Mình không thích đàn ông ở điểm nào con? Con không thích đàn ông ở điểm là hút thuốc, lăng nhăng. Lăng nhăng. Dạ, mình có gì thì mình chia sẻ từ ban đầu thật. Nói chung là đối với con là thành thật là vẫn hơn. Con có muốn đàn ông phải đẹp trai nè, phải cao lớn rồi. Đẹp trai cao lớn thì nói chung con chỉ cần ngoại hình ưa nhìn, cao lớn thì chỉ cần cao hơn con 1m65 trở lên là được rồi. Rồi bạn nam, bạn đáp ứng được nhu cầu và tiêu chí đó không? Dạ chắc cỡ 90% ạ. 90%. Bạn có đào hoa lăng nhăng không? Dạ nếu đào hoa lăng nhăng chắc không ngồi đúng chương trình rồi. Dạ. Bạn có phải là người hút thuốc không? Dạ không. Cân cao 1m nhiêu vậy? Dạ em cao 1m64. Thiếu còn phân không sao đâu con. Dạ, ha. Hôm nay em đi với ai vậy? Thiếu còn dạ, phân. Hôm nay em đi với chị dâu, với bạn thân thời còn nhỏ ạ. Rồi xin mời chị dâu cho ý kiến nào. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và khán giả trường quay. Em là chị của Nguyên. Thì hôm nay đến đây thì em cũng mong Nguyên là tìm được một nửa yêu thương của mình. Theo chị thì em gái này cũng dễ thương, hiền lành. Chị thấy cũng hợp với em. Chị mong hai em cho cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi cảm ơn em. Con đi với anh. Con bữa nay con tới đây là con đi với anh rể. Rồi dạ. Xin mời anh rể. Em xin chào anh Quỳnh Linh, Trường Vân và tất cả khán giả trong trường quay. Em là anh rể của bé Trang. Em đến đây từ Đà Lạt. Từ Đà Lạt xuống luôn hả? Dạ đúng rồi chị. Em thấy em rể dạ, tương lai. Em trai này thì nó rất chỉ là được cao giáo, dễ tính đi, dễ gần, phù hợp với em vợ em, nên là hy vọng là hai đứa tạo điều kiện tìm hiểu lẫn nhau. Dạ em cảm ơn. Bây giờ ta mở rào cho bạn Nguyên với bạn Trang gặp mặt nha. Mở rào. Rồi mình nhận trước đi rồi mình trao sau con. Đi rồi mình trao quà mình sao? Anh có món quà đặc sản ở vùng Kon Tum là bơ. Và đây là món quà của mẹ anh tự tay làm để gửi gắm cho em. Dạ, mẹ có nhắc gì không? Tại sao mẹ lại làm cây đó? Dạ mẹ... tại vì cây sen đá này nó tượng trưng cho sự tình yêu vĩnh cửu và bền lâu và mạnh mẽ nữa. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Rồi. Em nhờ anh gửi lời cảm ơn tới bác gái giùm em luôn. Rồi anh cảm ơn. Dạ. Em cũng có món quà gửi tới anh. Rồi anh cảm ơn nha. Mở ra luôn cưng. Em có món quà là chai mật ong, là mật ong rừng á, là cái này là ba em đi rừng bắt được. Dạ. Rồi có chai rửa tay á, là có gì anh rửa tay cẩn thận. Rồi anh cảm ơn em. Rồi hai bạn về vị trí đi. Chúng ta cảm nhận về nhau đi. Chào em. Sau bao nhiêu lần trắc trở đó. Thế thì anh thấy em rất là dễ thương. Dạ em cảm ơn anh. Có em có ngại yêu xa không? Em thì em không ngại yêu xa, nhưng mà em chỉ sợ là ví dụ như khoảng cách mà yêu xa thì không ấy, chỉ cần người đó lúc nào cũng đặt mình vô một vị trí ưu tiên á, thì không bao giờ em sợ yêu xa. Anh á thì không ngại yêu xa. Quan trọng thì cũng như em nói là phải quan tâm, chia sẻ, chung thủy với nhau. Em không có ngại làm dâu đâu. Tại vì cái ngành của em thì cũng dễ nữa. Tại em bán thuốc thì ví dụ như sau này, nói chung mình lấy chồng thì chồng đúng đâu rồi. Thì mình đó. Nói chung là ngành của em thì có thể ở đâu cũng được. Nhưng mà em thì muốn lâu lâu anh có rảnh thì cũng có thể thời gian lên thăm em hay đồ kia. Anh sẽ thu xếp được thời gian thì một tháng thì có thể là một lần hoặc là hai lần. Thì nói chung là anh cũng có bà chị với bạn bè là ở khá ở thành phố Hồ Chí Minh, và chị cũng có nhà trong này thì anh cũng hay vô đây. Rồi khoảng bao lâu chúng ta có thể bước tới hôn nhân, bàn với nhau đi? Em thì khoảng cỡ 6 tháng tới 1 năm. Em thì sao? Em thì có thể là năm sau cũng được. Tại vì mình cũng lớn rồi. Anh thì nói tóm lại tuổi thì vẫn chưa lớn, 30 thì cũng chưa lớn, nhưng mà ba má anh nên là khá là lớn rồi. Dạ.
Nên... em thì năm sau cũng được, tại vì hết năm nay là em học xong dược sĩ đại học. Nếu ví dụ mà anh vô được thì mình hẹn hò lúc tầm chủ cỡ nhật. Nào? Ví dụ như chủ nhật, tại chủ nhật em được nghỉ. À, thứ bảy chủ nhật, vậy thì thứ bảy anh sẽ đón xe vô thì chúng ta sẽ làm. Em ở quận 10 hả? Dạ, em làm ở quận 10. Em ở Gò Vấp. Mà tại vì học hết năm nay nữa là em xong rồi. Thôi bây giờ thế này, em tiến tới nắm tay cô gái ha. Rồi chúng ta nói hết những suy nghĩ của mình về người đối diện để xem cảm nhận thế nào đến bây em giờ. Mình có mong muốn điều gì hay không? Thật sự là anh nó rung lắm, anh là người nói chuyện là cũng không ấy đâu mà lên đây trực hửa là rung. Gặp em thì anh rất là có cảm tình luôn. Là mong em và anh sẽ cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu sâu hơn, để hiểu thêm, thấu hiểu về nhau hơn, để có thể chúng ta sẽ cùng về chung một nhà. Rồi. Bạn gái có thể hướng dẫn bạn trai đường đi đến tim mình con đường nào nhanh nhất không? Đường đi đến tim thì cũng dễ lắm. Ví dụ như sáng thì tại vì 6 giờ kém là em dậy em nấu ăn để em mang theo em đi làm rồi. Ví dụ như sáng thì anh nhắn tin cho em một tin nhắn là chúc em buổi sáng vui vẻ, rồi nhớ ăn sáng hay rồi này kia. Còn trưa thì em nghỉ trưa thì anh có thể nhắn là ăn cơm chưa rồi này kia, nghỉ ngơi chưa. Chỉ cần một ngày 3 bữa thì anh nhắn tin hỏi thăm em thế này thế kia thôi. Còn tối thì em cũng có rảnh rồi. Qua 9 giờ mấy em mới rảnh. Tối gọi nhắn hả? Tối gọi điện. Tối là FaceTime. Tức là một ngày nhắn tin 3 lần, sáng, khô, trưa, chiều. Tối khỏi nhắn. Em có ghi ra giấy cho bạn trai để dễ nhớ đi. Dạ. Cái tờ giấy gì, cô thấy tờ giấy gì đây? Cái tờ giấy hướng dẫn vào tim em á. Có, nói sao có tờ giấy hướng dẫn. Làm được không cưng? Dạ, cái này thì dư sức luôn. Dư ngày luôn, tổ, ngày 4 tin nhắn luôn á. Cái này là dư sức. Em thì hát không hay nhưng sẽ xin tặng bạn gái và trường quay một bài hát. Anh xin thề em sẽ yêu mãi thôi, yêu em đồng say suốt đời. Anh number one đẹp trai mà dễ thương và con tim rất chung tình. Mình gặp nhau đêm nay và chừng như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Ngân ngại chi em ơi, yêu anh nhé. Này em yêu hơi, em có nghe trong tim bỏ tiếng yêu vang lên dành chào em đó. Này em yêu hơi, em có nghe trong em biết không em ơi, I love you, I love you. hai câu cuối đó, I love you đó, xúc tích rồi đó. Thôi mình trở về vị trí các bạn. Detox không khí từ trong ra ngoài. Nếu ta cảm nhận đây đúng là một nửa bánh ghép của mình thì mình đừng ngần ngại bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, chúng ta nhường cái nút bấm đó cho người khác. Khi bấm chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Bấm bằng cả trái tim của mình. 1 2 3 rồi bấm luôn rồi đó. 3 chưa kịp mà đã bấm rồi. Rồi chúc mừng các bạn. Hãy nắm tay nhau. Đó. Rồi hung đi. Hung 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 em cái nè, hung hung má. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chương trình tặng bạn kem chống nắng, chống lão hóa, bảo vệ da khỏi tia UVA, UVB, ánh sáng xanh. Đến từ dược mỹ phẩm Relastil của Ý, thương hiệu về tính đàn hồi cho da đã có tuổi đời hơn 50 năm, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Khuê Cosmetics. Sản phẩm thuộc bộ sưu tập kem chống nắng được ưu chuộng nhất năm 2021 của Relastil. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Rất cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ. Chúc các bạn hạnh phúc. Rồi. Quý vị theo dõi câu chuyện của cặp đôi đầu tiên và họ đã bấm nút hẹn hò với nhau, những nụ cười rất là trong trẻo, một tình yêu tuyệt vời. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ gặp cặp đôi thứ hai thôi. Xin mời. Nắng lên cao, lúa lên màu, xứng danh hạt ngọc trời quê ta. Hát vang lên với ba không, hạt ngọc trời gạo chuẩn, hạt ngọc trời gạo chuẩn cơm ngon.
không hôi, không hô, không hói, không mà từ 1m7. Không hô, không hói, không hôi là ba. Cô ơi, hỏi cho con là hôi cái gì đúng không ạ? Ừ, hôi cái gì kìa. Con không thích người có mùi quá nặng. Cô thấy bạn này là những cái mà con mong muốn là có hết á. Con đam mê và thích chị Cẩm Ly. Mà phải hát hay, hát. Em hát hay ngang chị Cẩm Ly anh ơi. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Rồi, xin mời nhà em. Gái. Rồi, đi. Bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quỳnh Linh. Con chào cô Hồng Vân. Em xin tự giới thiệu, em là Ngô Đăng Tùng, sinh ngày 3/8/1989 tại Hà Tĩnh. Gia đình em sống tại Đắk Nông. Và hiện tại thì em đang làm việc ở quận 7. Làm việc gì Tùng? Dạ thì em cũng xin chia sẻ là trước kia là em làm quản lý hàng nội bộ cho một công ty Nhật. Nhưng mà đợt vừa rồi thì dịch cũng bùng phát á. Công ty có quyết định là cắt giảm lương của công nhân viên anh. Em ra ngoài em đi chạy xe và hiện tại em là tài xế xe công nghệ cho hãng xe Gojet. Rồi. Rồi, mời em. Dạ, con tên là Nguyễn Thị Huỳnh Anh, năm nay con 32 tuổi. Dạ, hiện tại thì con đang làm lĩnh vực bất động sản ở quê nhà. Quê nhà là ở dạ, đâu? Dạ, con đến từ Bình Phước ạ. Hai bạn hơi xa đó nha. Xa xôi. Em ở Đắk Nông, lên Bình Phước gần. Đắk Nông, Bình Phước gần nhưng mà bây giờ đang làm việc ở xa, ở quận 7. Dạ. Mình hãy nói chút xíu điểm mạnh, điểm yếu cho bạn gái nghe đi em. Điểm mạnh em cũng ít lắm. Nói chung em vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, con người sống nội tâm, hay tin tưởng người khác quá. Em cũng không biết đây là điểm mạnh hay điểm yếu nữa. Đâm ra nhiều khi mình kiểu mình bị người ta lợi dụng quá trớn anh. Điểm yếu đầu tiên là của em là nấu ăn hơi kém. Rồi từ từ, có vợ đi cũng phải nấu ngon thôi. Dạ, thứ hai nữa là em có, tuy em chạy xe nhưng em có một chút là não cá vàng một chút. Em không có nhớ được hết các tên đường anh. Không sao, có Google Map. Em sợ sâu và sợ nước. Vậy em có tắm không? Dạ không, ý là em sợ sông, sợ biển rồi anh. Chứ không phải là sợ tắm. Sợ sông này kia hả? Dạ. Tôi cũng vậy đó ông mối. Hả? Tôi sợ sông, sợ nước lắm. Không có dám tắm. Vì hồi xưa mém nó là em bị chết trôi cho nên em sợ. Phải tập bơi chứ nha. Dạ. Em không biết bơi nhanh ơi. Mình cứ kiên trì là không sợ nước nữa đâu. Dạ, dạ. À, nhà gái. Nói cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi cưng. Dạ, điểm mạnh của em rất là lanh lợi, giỏi việc nước, đảm việc nhà, nấu ăn ngon, hát hay. Điểm yếu của em là không biết từ chối người khác. Ví dụ như người ta muốn mình giúp đỡ gì đó thì em sẵn sàng ra tới giúp đỡ. Giống em. Giống như là em muốn giúp họ vượt qua cái khó khăn về vật chất. Dạ. Trời, em gái sao giống đàn trai quá vậy? Dạ, đây cũng thương người lắm á. Dạ. Vậy là hai đứa hợp. Nhưng mà nói về cái đó thì điểm yếu thì không đúng. Nếu chút xíu hai đứa kẹt kẹt cho anh mượn vài triệu á. Đang gặp khó khăn quá. Dạ. Nha. Thôi chú Quỳnh Linh mua nhà quá trời mà chú Quỳnh Linh kêu kẹt nữa. Rồi xong hả? Đâu ra trời. Xong hả? Rồi, live stream đấy. Hả? À, chứ quê mà. Nhà ruộng đáng nhiêu đâu. Bất động sản hả? Dạ. Nào giới thiệu cho tôi mua miếng coi. Thấy chưa? Đó, vậy không á. Thôi cao su đi, cao su. Cao su nhiều lắm. Gì đó. Dạ, cao su nhiều lắm, trái cây nhiều lắm, vô tư rồi, luôn. Rồi mua dùng chôm chôm, măng cục vậy đó ha. Rồi. Nhớ liên hệ con. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương thế nào? Không hút thuốc. Rượu bia thì có thể, không hôi, không hô, không hói, không mà từ 1m7. Không hô, không hói, không hôi là ba. Đó, là trai nó có chào cô. Có cả ba luôn đó. Hôi chút xíu tự con kiểm chứng nghe không? Ủa nhưng cô ơi, hỏi cho con là hôi cái gì đúng không ạ? Ừ, hôi cái gì kìa. Con không thích người có mùi quá nặng, mùi mồ hôi sâu giờ làm việc á. Rồi, còn ngoài ra cứ muốn gì nữa không? Cũng mẫu người của con là cũng giống như chú Quỳnh Linh vậy đó. Đó. Có khuôn mặt, nói chung là khuôn mặt dễ nhìn, rồi có nụ cười thân thiện, hút ánh nhìn. Rồi, ok, vậy dạ. Tốt rồi. Cưng cao bao nhiêu vậy? Dạ, con vừa đủ tiêu chuẩn luôn. Vậy là bạn này 1m7 đó. Bạn nói bạn vừa đủ tiêu chuẩn, con là mét bao nhiêu? Con mét 6. Còn về phía con mong muốn cái mẫu hình lý tưởng con như thế nào? Con chỉ cần một người phụ nữ của gia đình thôi. Ngoại hình thì ưa nhìn, người biết nấu ăn, chăm lo cho người khác, quan tâm chia sẻ. Cái cần nhất ở con bây giờ là một người phụ nữ có tâm, tức là luôn luôn mình hướng về gia đình, chứ đừng có xô bồ quá ở ngoài rồi trong gia đình mình không là gì hết thì nó cũng không được. Cô thấy bạn này là những cái mà con mong muốn là có hết á. Con đam mê và thích chị Cẩm Ly. Mà phải hát hay, hát. Em hát hay ngang chị Cẩm Ly anh ơi. Ôi. Rồi chúc gặp hát liền nha. Ok. Đúng rồi. Em có mấy mối tình rồi? Thật ra thì em cũng xin chia sẻ một chút. Nó có chuyện của tình duyên của em nó hơi dài và lận đận.
là năm 2013 là lúc đó em vừa đi lính về được một năm. Đợt đó thì mẹ em cũng yếu lắm, bà cũng hay mê tín nữa cho nên đi coi. Thì nói là bây giờ phải lấy vợ cho ông Tùng, không lấy thì ít nhất 3 đến 5 năm sau thì may ra nó mới lấy được. Hàng xóm lại có một đứa cháu thì thế là làm mai cho em. Em quyết định là lấy. 3 đến 4 ngày trước khi đám cưới diễn ra đó thì bạn gái đó mới gọi em ra nói chuyện riêng. Thì nói là bảo bây giờ em có một chuyện nói với anh là em đã từng có một lần chồng rồi. Thì anh có đồng ý nữa hay không? Thì lúc đấy em cũng chỉ nghĩ đơn giản là ừ thì thôi giờ lỡ rồi, sắp cưới rồi mà anh, cũng còn mấy ngày à, biết đâu người ta từng lầm lỡ như vậy, người ta sẽ biết cách sống với mình hơn, gọi là nhắm mắt đưa tay luôn. Chưa đầy một tuần thì lại lục đục, thì bạn gái đó lại bỏ về nhà ngoại và yêu cầu em là qua đó làm rể, trong khi em là con trai một. Em hỏi lý do thì bảo là chỉ nói là không thích làm dâu thôi. Xong em không đồng ý thì gia đình bố mẹ bên gái á là bắt chia tay. Thì thôi thì em cũng chấp nhận. Là từ khi bọn gặp mặt để người ta giới thiệu thì đến khi ra tòa bọn em chỉ vỏn vẹn trong vòng 4 tháng thôi. Nhưng mà chưa có con. Dạ chưa, em ở nói chung ngủ với nhau chỉ được 3 ngày thôi. Coi như cũng đã lỡ một lần đò nhà gái. Thật sự thì con cũng chưa có lập gia đình, nhưng mà con có lỡ yêu một người và cũng có hai đứa con. Tức là con chưa làm đám cưới. Đúng rồi, chưa có đăng ký kết hôn với ai. Ừ, nhưng mà con lỡ yêu một người con... mà tới hai đứa hả con? Dạ, cái lỡ này nó lỡ sâu quá. À, cái dạ. Là thương là chứ con không phải là lỡ. Chứ không phải là hai người đó. Dạ, đúng rồi, con thật sự là con yêu người ta thật lòng. Là dạ. Con đã có hai đứa con rồi. Dạ, đúng rồi. Là thì, cháu được nhiêu tuổi rồi? Dạ, một đứa thì 4 tuổi rưỡi, một đứa 2 tuổi ạ. Là hiện giờ con đang nuôi. Dạ đúng rồi. Nói chung là một mình con là giống như vừa là cha vừa là mẹ vậy đó. Vậy thì hai vợ chồng sống với nhau bao nhiêu lâu? Nói chung là cái mối tình này không có được ở với nhau trọn vẹn, không có thường xuyên gặp nhau, chỉ là thỉnh thoảng thôi ạ. Con... tại vì con là cái người Công giáo và quan niệm không có muốn phá thai. Thật sự thì người ta người ta không có thích sinh tiếp. Người ta không muốn nhưng không mà thích, con giữ rồi. Lại. Đúng rồi. Và đứa sau là gọi là vợ kế hoạch của con. Nên thành ra thì con chấp nhận luôn. Con có việc có em bé sau con chấp nhận và con tự mình phải mạnh mẽ để mà vượt qua những cái khó khăn đó. Ông mối tôi thấy để cho hai bạn cũng đều là đã có nhiều kinh nghiệm rồi. Em thấy rồi. Sao? Cảm nhận em thế nào em trai? Bạn nữ bản lĩnh quá. Đúng, bản lĩnh đó. Bây giờ là nhà gái đi với ai vậy? Dạ con đi với mẹ và những người bạn. Dạ con chào cô ạ. Mẹ cưng con quá vậy. Chào hai MC và khán giả trong trường quay. Chào cô. Có thể con cũng được về nhà cô thì vườn điều vườn cao su đầy. Con có sức làm thấy không? Dạ con cảm ơn cô ạ. Nhờ chị cho cơ hội. Con gái mẹ cũng rất tuyệt. Mẹ rất tuyệt. Mẹ rất tuyệt nha. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với lại chị họ em. Dạ, xin chào ông Mai bà Mối. Xin chào chương trình. Dạ, chào nhà gái và cùng quý vị khán giả. Hai em bằng tuổi, đứa nào cũng sợ nước hết trơn á. Nhưng mà chị nghĩ là chắc em gái nó cõng em được á. Với lại chị thấy má nhà cũng muốn dâu lắm rồi. Tại vì Tùng là con trai một trong nhà. Mà có ba chị em gái. Mà làm xui với bác đây cũng vừa tuổi lắm, năm mấy tuổi. Rồi thôi hai đứa tạo cơ hội cho nhau nha. Dạ. Mong hai em có hạnh phúc. Rồi cảm ơn chị gái. Bây giờ thì thôi hai bạn gặp nhau đi. Đúng rồi. Rồi chúng ta sẽ xem coi nó như thế nào. Mở rào. Ánh mắt yêu thương ta cho phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung đôi nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, yêu em những khi em buồn, anh sẽ yêu em cho em luôn ngủ ngon. Hay á. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán than, chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Anh sẽ nắm lấy tay em không bao giờ buông. Trời ơi, lãng mạn quá. Rồi, đúng mà. Anh ơi, em cũng có một món quà để tặng anh ạ.
đây là một cái lăn khử mùi của sản phẩm công ty của Mỹ. Mới quen nhau tặng lăn khử mùi. Cái việc giao tiếp thì em cũng mong manh là luôn luôn tự tin để có thể là thành công này tính nối thành công khác. Được. Em thấy anh sao? Có, cũng ok. Khi nghe em chia sẻ câu chuyện của mình á, thật sự anh hơi sốc. Em bản lĩnh. Tại vì không phải có nhiều người phụ nữ người ta dám làm được những điều như thế. Em có thể nói hơn anh nhiều thứ luôn. Sau im lặng. Cảm ơn anh. Anh thấy em sao? Xinh. Lần gặp đầu tiên, lúc nhìn mở em ra nhìn thì anh cũng có một chút ấn tượng tốt về em. Thì cái chuyện con chung, con riêng của em... Có vấn đề lớn lao không? Thì em trai nghĩ thế như thế nào? Đối với em thì cái vấn đề đó thì ai cũng có cuộc sống và quá khứ mà anh Linh. Cho nên thì nói chung mình đã có đến được với nhau hay không, và đã đến được với nhau thì mình chấp nhận thôi. Quan trọng là hai đứa bé có dám chấp nhận anh hay không. Và nói thì anh cũng chưa bao giờ anh làm cha, nhưng mà trong nhà thì có đến ba đứa cháu, thì một tay anh nuôi ba đứa. Cho nên vấn đề đó thì không phải lo. Anh muốn hỏi em là em có sợ làm dâu? Thì cái việc mà quan tâm người khác đó là cái mong muốn của em. Thì từ trước đến giờ mình cũng sống một mình rồi, cũng tự do, cũng quen rồi. Thì mình chỉ có biết quan tâm trong cái gia đình của mình thôi và những đứa con của mình. Em cũng chưa giống như là chưa có kinh nghiệm trong cái việc chăm sóc người giống như người lớn tuổi, ví dụ như là người... Không, anh cắt ngang một chút là ba mẹ anh vẫn khỏe, chứ không phải là bây giờ là già yếu mình cần về mình phải chăm sóc. Cũng không ngại với vấn đề làm dâu. Bây giờ em hiện tại sống với ba mẹ hay là sống với hai đứa bé? Hiện tại đang sống một mình. Và hai đứa bé. Ủa, hai cháu ở với em? Ừ. Là ở Bình Phước luôn. Đúng rồi. Tại vì em là đạo Công giáo. Và em mong muốn là có một cái hôn nhân của mình sẽ được làm phép. Anh muốn hỏi em là nếu như mà mình đến được với nhau, em có thể theo anh được không? Chắc chắn không. Đúng rồi. Dạ. Khi con người ta đã yêu nhau rồi thì chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì. Dạ. Còn chuyện đạo thì thật sự mà nơi nào cũng là hướng về điều thiện mà. Ừ. Là cái của ai nấy giữ cũng được mà. Dạ. Ừ, chứ đâu có nhất thiết phải là ai theo ai. Đó. Thôi giờ hát cái đi cho nó đỡ căng thẳng coi. Dạ. Vậy con đứng lên con hát nhá. Đêm hôm nay bỗng nhiên em lại thấy anh trong giấc mơ. Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ. Đêm hôm nay bỗng nhiên em lại thấy anh trong cơn gió đông về. Phải chăng khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để chẳng lôi anh em về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để em biết anh cần em. Và thời gian ơi xin hãy ngần trơn đầy để những dấu yêu đong đầy. Một vòng tay em khao khát một giấc mơ. Em đã yêu anh người ơi. Dạ con xin hết ạ. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Rồi, để tay vào nút bấm. Không bấm vì bất kỳ điều gì mà chỉ bấm bằng sự mách bảo của trái tim thôi các bạn nha. Quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Không ai bấm cả. Nếu không trở thành đôi, chúng ta có thể trở thành những người bạn tốt với nhau. Dạ, em cảm ơn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chương trình tặng bạn kem chống nắng, chống lão hóa, bảo vệ da khỏi tia UVA, UVB, ánh sáng xanh. Đến từ dược mỹ phẩm Relasteel của Ý, thương hiệu về tính đàn hồi cho da đã có tuổi đời hơn 50 năm, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Khuê Cosmetics. Sản phẩm thuộc bộ sưu tập kem chống nắng được ưu chuộng nhất năm 2021 của Relasteel. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Hãy giữ lại tất cả những kỷ niệm của người bạn mình.
Thật là bất ngờ thưa quý vị. Trong những câu chuyện bạn với họ không bao giờ biết trước điều gì cả. Ngay từ lúc đầu bạn trai gặp bạn gái, tôi cứ tưởng là sẽ có một kết rất là có hậu. Nhưng mà Vân nghĩ là sau đây thì là sẽ rất là nhiều bạn sẽ bấm nút cho hai bạn này, đúng không? Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn Toshiba Việt Nam đã tài trợ chính cho chương trình Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.